chương 81 em lừa anh để làm gì chứ? Mao Vũ Sinh nhìn Lê Văn Vân nói, cái vòng này là bày bán ở vỉa hè công viên Tứ Hải phải không? Hộp quà xem ra cũng tinh xảo ghế đấy, không biết là anh đã tốn mấy trăm đồng vậy. Tôi nói anh nghe, mấy cái thứ bán ở vỉa hè công viên Tứ Hải đều lừa người hết đấy. Cái vòng này của anh, có lẽ đáng giá mấy chục đồng thôi, anh bị lừa rồi. Ha ha ha, Vưu Tường ngồi bên cạnh cũng ngùa với đám đông nói, Lê Văn Vân à, Món quà này của anh thật đắt quá đi. Ai cũng có thể nghe ra anh ta là đang chọc khoáy Lê Văn Vân, mọi người xung quanh ai nấy đều cười ầm lên. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh không để ý mấy cái lời cười nhạo của đám người kia. Anh bình tĩnh lấy lại hộp quà từ tay của Mao Vũ Sinh rồi đưa cho Đặng. Hân hân. Đặng Hân Hân nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp nhìn anh, "Cảm ơn anh, chỉ cần là đồ anh tặng, dù đắt hay rẻ tôi đều rất vui." Câu nói này thật sự có ý gì đó rất mập mờ, đặc biệt đối với người đàn ông có cảm tình với Đặng Hân Hân mà nói thì đó chính là một sự công kích dữ dội. Cho dù trước đây là giả, nhưng lời này vừa được nói ra, bọn họ đều có thể cảm nhận được điều gì đó. Audio điện tử võ tấn bền Diệp Mộng nghe xong, ánh mắt cô hơi khựng lại, cô nhìn Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân. Trong ánh mắt của cô đột nhiên lóe lên một tia xúc động. Nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, ánh mắt lại được bao phủ bởi sự ảm đạm, khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có của nó. Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày, cô mím môi không biết là đang nghĩ cái gì. Vưu Tường cười, nhìn Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, hân hân đã nói như vậy rồi mà anh vẫn tặng cô ấy một thứ rẻ tiền như vậy sao, thật là có chút không phải rồi. Đúng vậy, hay là bữa tiệc hôm nay anh thay cô ấy trả tiền đi? Mao Vũ Sinh ngẩng đầu nói, anh ta nhìn Lê Văn Vân, nở một nụ cười nham hiểm một bữa ăn ở khách sạn vạn hào chắc chắn là không rẻ. Ở đây có 40 người, cho dù là giá thấp nhất thì cũng phải đến mấy chục vạn. Hơn nữa những món ăn mà Đặng Hân Hân đã đặt giá cả không hề rẻ, Lê Văn Vân chắc chắn sẽ không kham nổi. Tôi đồng ý, lúc này, Trần Nghị cũng cười đầy thâm hiểm. Vưu tường cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, tôi thấy bọn họ nói rất đúng. Suy cho cùng thì đồ mà anh tặng nó quá rẻ đi. Anh Vu Tường, đô tịch tịch dường như không thể chịu được nữa, cô ấy cau mày nói, món quà sinh nhật đấu thể định đoạt giá trị bằng tiền. Anh chưa nghe qua câu, lễ nhẹ, tình nặng sao? Hơn nữa, chiếc vòng này cũng không hề rẻ. Đúng đúng đúng, đối với Lê Văn Vân mà nói cái này quả thật không rẻ. Anh ta không có nhiều tiền, là do tôi suy nghĩ không được thấu đáo. Vu Tường liên tục nói, có thể lấy ra mấy trăm đồng để mua món đồ ở vỉa hè công viên tứ hải đối với anh ta cũng không dễ dàng gì. Đỗ tịch tịch cao mày nói, chiếc phòng này, Lê Văn Vân mua nó với giá 120 vạn đấy. Hả? Đỗ tịch tịch vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức trở nên xôn xao. Dù là món quà của vưu tường hay chiếc xe của Mao Vũ Sinh có tốt đến mức nào thì giá trị của nó cũng không vượt quá 100 vạn. Vậy mà đỗ tịch tịch lại nói chiếc phòng tay đó của Lê Văn Vân lại có giá 120 vạn, đây là chuyện không ai trong số bọn họ có thể nghĩ đến. Cả căn phòng lại đột nhiên rơi vào sự im lặng kể cả đặng hân hân cô cầm chiếc hộp tay cũng bắt đầu trở nên hơi run rẩy cô không ngờ rằng chiếc vòng này lại có thể đắt đến như vậy những người không biết về lê văn vân đều nghĩ anh chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi nhưng đặng hân hân vì là giám đốc tiếp lê văn vân nên cô rất rõ về lê văn vân anh là người có thể kim cương cô nhìn lê văn vân lê văn vân vẫn nở nụ cười nhạt như cũ vưu tường cười cười nói địch địch anh biết Lê Văn Vân là trợ lý của em. Em muốn cứu lấy thể diện cho anh ta, nhưng đâu cần phải nói dối đến mức này chứ. Anh ta mà có thể chi ra 120 vạn ư. Em đừng đùa. Em lừa anh để làm gì chứ? Đỗ tịch tịch nói, bọn em mua nó ở chỗ chú Bành Hải ở công viên Tứ Hải, các anh không tin thì cứ việc đi hỏi chú ấy. Đỗ tịch tịch nói xong, ai nấy đều im lặng. Thật ra, lúc chính miệng đỗ tịch tịch nói ra những lời đó thì bọn họ đều tin cả rồi. Cô ấy là Đỗ Tịch Tịch, là con gái của Đỗ Thương Bắc, cô chủ của gia đình giàu có nhất Giang Thành. Lời mà cô ấy đã nói có độ tin cậy rất cao. Mao Vũ Sinh và Vưu Tường ngớ người. Bọn họ không ngờ rằng, chiếc vòng tay mà Lê Văn Vân đem đến lại mắc đến như vậy. "Chương 82 cái này, thật sự quá đắt." Vốn dĩ Lê Văn Vân cũng không nhắc đến giá trị của nó, vậy mà bọn họ lại khiến Đỗ Tịch Tịch nói ra kế hoạch làm cho Lê Văn Vân mất mặt không những không thành công ngược lại còn giúp anh ta nở mày nở mặt. Đáng lẽ món quà của mình là đáng giá nhất, nhưng bây giờ nếu đem đi so sánh thì quà của bọn họ thật sự đã mất đi hào quang ban đầu. Vu Tường liếc Lê Văn Vân rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Đỗ Tịch Tịch, thấp giọng nói, anh ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Lê Văn Vân không thèm để ý đến lời của Vưu Tường, anh cười híp mắt nói với Đặng Hân Hân, không cần để ý đến mấy chuyện này, lúc trước cô đã giúp tôi rất nhiều đây là chuyện nên làm. Cái này, thật sự quá đắt, Đặng Hân lắc lắc đầu. Lê Văn Vân mỉm cười nói, không sao, sinh nhật vui vẻ. Đặng Hân Hân cắn môi, cô nhìn Lê Văn Vân, sau đó mới đón lấy hộp quà, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Sắc mặt Mao Vũ Sinh càng ngày càng đen, anh ta cắn răng rồi quỳ xuống đất một lần nữa, cầm hoa và chìa khóa xe đưa về phía Đặng Hân Hân, Hân Hân, làm bạn gái anh nhé. Đặng Hân Hân do dự một lát rồi nói, không được, quà của anh tôi không thể nhận, nếu chủ tịch biết thì không hay đâu. Mao Vũ Sinh ngẩn người, mấy người khác thì bật cười. Lúc này, Đặng Hân Hân đi vòng qua người của Mao Vũ Sinh, cô nói với tất cả mọi người, cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là bữa tiệc vui nhất của tôi từ trước đến nay, mọi người có thể nhập tiệc được rồi. Mao Vũ Sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt anh ta đen còn hơn nít nồi, anh ta đứng dậy đi về ghế ngồi bên cạnh rồi ngồi xuống, anh ta nhìn chầm chầm Lê Văn Vân, mặt đầy oán giận. Trần Nghị ngồi im như thóc, quà sinh nhật mà anh ta đã chuẩn bị cuối cùng cũng không dám lấy ra. Những người ngồi trên bàn len lén nhìn Lê Văn Vân, ai nấy đều nhỏ giọng bàn tán. Lê Văn Vân bình tĩnh ngồi xuống, anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ tập trung dùng bữa. Mao Vũ Sinh nhìn gương mặt rừng rưng của Lê Văn Vân, càng nhìn anh ta càng cảm thấy Lê Văn Vân là đang giả bộ bày ra gương mặt đó cho anh ta xem. Đặc biệt khi nhớ đến lời mà Đặng Hân Hân vừa nói, anh ta hận không có chỗ để phát tiết cơn giận này. Sắc mặt Mao Vũ Sinh càng ngày càng đen, anh ta cắn răng rồi quỳ xuống đất một lần nữa, cầm hoa và chìa khóa xe đưa về phía Đặng Hân Hân, Hân Hân, làm bạn gái anh nhé. Đặng Hân Hân do dự một lát rồi nói, không được, quà của anh tôi không thể nhận, nếu chủ tịch biết thì không hay đâu. Mao Vũ Sinh ngẩn người, mấy người khác thì bật cười. Lúc này, Đặng Hân Hân đi vòng qua người của Mao Vũ Sinh, cô nói với tất cả. Mọi người, cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người, bữa tiệc sinh nhật hôm nay là bữa tiệc vui nhất của tôi từ trước đến nay, mọi người có thể nhập tiệc được rồi. Mao Vũ Sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt anh ta đen còn hơn nít nồi, anh ta đứng dậy đi về ghế ngồi bên cạnh rồi ngồi xuống, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, mặt đầy oán giận. Trần Nghị ngồi im như thóc, quà sinh nhật mà anh ta đã chuẩn bị cuối cùng cũng không dám lấy ra. Những người ngồi trên bàn len lén nhìn Lê Văn Vân, ai nấy đều nhỏ giọng bàn tán. Lê Văn Vân bình tĩnh ngồi xuống, anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ tập trung dùng bữa. Mao Vũ Sinh nhìn gương mặt rừng rưng của Lê Văn Vân, càng nhìn anh ta càng cảm thấy Lê Văn Vân là đang giả bộ bày ra gương mặt đó cho anh ta xem. Đặc biệt khi nhớ đến lời mà Đặng Hân Hân vừa nói, anh ta hận không có chỗ để phát tiết cơn giận này. Một lúc sau, anh ta hình như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt anh ta lóe lên một tia thâm hiểm. Anh ta đi về phía Trần Nghị, vỗ vỗ vai Trần Nghị, ý bảo Trần Nghị ra ngoài với anh ta một lát. Lê Văn Vân thấy hành động đó của anh ta nhưng anh cũng không mấy để ý, chỉ là trên khóe miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt mang ý khinh thường. Chương 83 hay là được đỗ tịch tịch cứu rồi. Mao vỗ Sinh với Trần Nghị hai người đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi ra khỏi phòng tiệc. Đến nơi không có người, Mao Vũ Sinh nhìn Trần Nghị, nói cái thằng cha đó là như thế nào vậy, không phải người ta đồn nói anh ta chỉ là một công nhân thôi sao? Sao có thể móc ra một triệu hai để mua đồ được? Tôi biết chết liền, cái thằng này bất thường vô cùng. Trần Nghị ở bên cạnh mắng một câu, nói không phải lúc trước anh từng hỏi tại sao anh ta chọc giận Trịnh Hòa, mà bây giờ vẫn còn sống rất tốt sao? Thực tế là Trịnh Hòa không hề báo thù anh ta. "Hả? Không lẽ anh ta chạy thoát rồi?" Mao Vũ Sinh nhếch mày, hỏi, "Hay là được đố Tịch Tịch cứu rồi?" Ngày hôm đó anh ta bị bắt đến xưởng sửa ô tô của Trịnh Hòa, anh ta suýt nữa đánh chết Trịnh Hòa trước mặt hai mươi mấy người chúng tôi. Trần Nghị nuốt ngụm nước bọt, nói, "Anh nói, Trịnh Hòa bị anh ta đánh?" Mao Vũ Sinh kinh ngạc, hỏi, "Ừm, cái thằng này lòng dạ độc ác, bản lĩnh cũng không tồi." anh ta lấy cái chai đập một cái rách đầu trịnh hòa, sau đó đổ ly rượu lên đó, bây giờ tôi nhớ lại cũng cảm thấy sởn gai ốc, Trần Nghị nghiến răng nói. Mao Vũ Sinh nghe mà dùng mình, anh ta nghiến răng, nói, dám động vào trịnh hòa, lẽ nào thằng này không những có tiền mà còn có lại lịch. Cũng không phải, anh ta quả thực là một công nhân, điều này bạn gái cố của Cao Phái có thể chứng minh được, nhưng mà thằng này hung ác tàn nhẫn, nếu như thật sự chọc giận anh ta bực lên, tôi sợ anh ta thật sự sẽ ra tay rất độc ác với chúng ta, một đổi một với tôi, tôi cũng thiệt. Trần Nghị nói, sắc mặt Mao Vũ Sinh bỗng chốc trở nên có hơi âm u thất thường. Anh ta kéo Trần Nghị ra là định hỏi thăm thử rốt cuộc Lê Văn Vân có lại lịch như thế nào, sau đó ngấm ngầm chơi Lê Văn Vân một số cho ra trò. Kết quả bây giờ nghe Trần Nghị nói, trong lòng anh ta ngược lại có chút hoảng sợ. Hơn nữa thằng cha này giống như ôn thần vậy, Trần Nghị nhìn vào trong phòng tiệc, rồi quay lại nhỏ tiếng nói người đầu tiên chọc giận anh ta là tôi với cao phái sau đó bọn tôi bị phan minh vũ đánh một trận tiếp theo đó người chọc giận anh ta là phan minh vũ nghe nói hôm qua anh ta bị người ta đánh rất thảm ở nơi nào đó bây giờ vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt không biết có thể cứu sống được hay không sau đó là trịnh hòa trịnh hòa bị đánh một trận thì không nói sáng hôm nay tôi chơi trong xưởng ô tô sửa đổi đó của anh ta kết quả anh ta nhận được cuộc điện thoại của bố anh ta Nghe xong sắc mặt anh ta rất khó coi, còn hỏi chúng tôi ai muốn tiếp nhận cái xưởng sửa ô tô đó của anh ta không, tôi nghi ngờ nhà Trịnh Hòa có thể xảy ra chuyện rồi." Trần Nghị nhỏ tiếng nói. Sắc mặt Mao Vũ Sinh lên xuống thất thường, qua một lúc, anh ta hừ lạnh một tiếng, nói "Tôi còn lâu mới tin mấy thứ này, chỉ cần anh ta không có lại lịch gì là được, hơn nữa bố tôi là ông chủ của ngân hàng Tân Hải ở Giang Thành, có thể không giàu được như các người, nhưng mà địa vị thì hoàn toàn không giống." Nói rồi, trên mặt anh ta thoáng qua ánh sáng kiêu ngạo mặc dù trần nghị không muốn thừa nhận nhưng mà cũng không thể không thừa nhận là một ông chủ của ngân hàng tân hải chi nhánh giang thành bố của mao vũ sinh có địa vị rất cao trong danh thành mao vũ sinh do dự hỏi anh cảm thấy thằng cha này lấy đâu ra một triệu hai đó sau khi anh ta móc ra một triệu hai có còn tiền nào khác không trần nghị lắc đầu nói anh ta làm gì mà có một triệu hai được bạn gái cũ của cao phải nói rồi lúc Lê Văn Vân với cô ta ly hôn, anh ta không có một xu nào cả, nhưng mà gần đây thằng cha này hình như thân thiết với đỗ tịch tịch, tôi đoán một triệu hai này là mượn từ chỗ của đỗ tịch tịch. Không có tiền thì tốt, lát nữa tôi chơi chết anh ta. Mao Vũ Sinh liếm khóe môi, nói tôi nhớ cái cây tivi đế hảo đó, có cất kín ba chai rượu vang rất đắt đó. Bên trong phòng tiệc, Lê Văn Vân đang yên lặng ngồi ở vị trí của mình, anh cũng không giao lưu với những người khác trong bàn, trong phòng tiệc lúc này, rất nhiều người đều đang nhỏ tiếng thảo luận chuyện mà anh mua vòng tay cho Đặng Hân Hân. Một triệu hai, đây không phải là một con số đơn giản. Và đằng sau Lê Văn Vân là chiếc bàn của Đỗ Tịch Tịch với Vưu Tường, cuộc nói chuyện của họ cũng lọt vào tại Lê Văn Vân một cách rõ ràng. Bọn họ không có bàn luận về chuyện Lê Văn Vân tặng vòng tay, Vưu Tường dường như cảm giác có chút mất mặt, chủ động chuyển chủ đề khác, đúng rồi, chắc mọi người vẫn chưa biết nhỉ, nhà Trịnh Hòa xảy ra chuyện rồi chương 84 nhìn thấy cái người ngồi chỗ kia không? Hả, đỗ tịch tịch chuyển động mắt, hỏi, sao thế? Sản nghiệp nhà trịnh hòa với nhà bọn họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất. Giang Thành, Vưu Tường nói một hơi, lúc sáng tôi ở cùng với trịnh hòa, anh ta còn nhờ tôi giúp đỡ anh ta, hình như chuỗi tiền vốn của nhà anh ta đột nhiên đứt rồi, rất nhiều bạn đối tác chấp nhận vi phạm hợp đồng, đột nhiên dừng hợp tác với bọn họ, các ngân hàng lớn đồng loạt cắt giảm các khoản vay, dòng tiền bỗng chốc xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ mấy dự án đồng loạt dừng lại, tiền vốn hoàn toàn không cung ứng đủ, có lẽ mấy ngày nữa phải tuyên bố phá sản rồi. Ôi trời, sao lại đột ngột như thế, một người trên bàn ngạc nhiên hỏi. Ở Giang Thành, nhà họ chỉ có thể nói là trùm thật sự, sự tồn tại ngang với Đỗ Thương Bắc. Cái tin tức này quả thực có hơi đột ngột. Đỗ Tịch Tịch cũng ngây người, Cô ấy không nhịn được liếc nhìn vài cái về phía Lê Văn Vân, không biết tại sao, cô ấy cứ cảm thấy chuyện này có khả năng liên quan đến Lê Văn Vân. Khóe môi Lê Văn Vân lộ ra một nụ cười, đối với người gác đêm mà nói, một nhà họ Trịnh nhỏ bé, không khác là bao so với tôm tép. Anh cũng không để ý quá, bản thân nhà họ Trịnh làm ăn không từ thủ đoạn, từ cái tay bị thương của thầy từ có thể nhìn ra được. Hơn nữa Trịnh Hòa cũng làm mưa làm gió ở Giang Thành bọn họ phá sản cũng chẳng qua là tự chúc vạ vào mình mà thôi. Còn về Trịnh Hòa, lúc trước nhà anh ta có tiền thì anh ta ức hiếp không biết bao nhiêu người, đợi đến ngày phá sản, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm anh ta tính sổ. Anh ta quả thực không có cách nào tiếp tục gây phiền phúc cho Lê Văn Vân được nữa rồi. Trong lúc anh đang suy nghĩ, Trần Nghị với Mao Vô Sinh, hai người quay lại chỗ ngồi. Trần Nghị nhìn thấy Lê Văn Vân, khẽ rụt cái cổ lại, trong ánh mắt vẫn có chút sợ hãi còn Mao Vũ Sinh, trong mắt anh ta thoáng qua một tia u ám. Cả quá trình ăn cơm rất yên lặng, sau khi ăn cơm xong, họ đến cây tivi đế hào chơi. Đương nhiên có một số ít người tụm lại, lựa chọn rời đi, ví dụ như Trần Nghị. Ăn cơm xong, anh ta thậm chí không chào tạm biệt với Đặng Hân Hân mà chuồn đi mất. Còn lại khoảng 24, 25 người, người nào lái xe người đấy, chạy tới tấp đến cây tivi đế hào bên trong phòng vip sang trọng của cây tv đế hào một đám người ngồi xuống rất nhiều đồ ăn vặt bia rượu bắt đầu được bưng vào phòng vip trần hiểu nguyệt thân là là một người thường xuyên đi chơi đêm cô trở thành mấu chốt làm sôi nổi phòng vip dưới sự dẫn dắt của cô rất nhanh bầu không khí trong phòng đã bắt đầu náo nhiệt lên đỗ tịch tịch bị nhóm người diệp mộng kéo qua bên đó chơi trò chơi cũng uống chút rượu đặng hân hân đang không ngừng chào hỏi bạn của mình còn về lê văn vân anh không thân với những người khác lắm, tự anh tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, sau đó cầm một chai rượu với ly rượu, tự mình phục vụ tự mình uống. Ở phía không xa, Mao Vũ Sinh nhìn Lê Văn Vân, liếm liếm khóe môi, cười mở ám. Đợi đến bầu không khí bắt đầu sôi nổi thì Mao Vũ Sinh đi ra, đóng cửa lại, móc điện thoại ra gọi điện thoại. Qua vài phút sau, một nhân viên phục vụ bưng một chai rượu vang bằng cái khay, cẩn thận dè dặt đi đến, đi đến trước cửa phòng VIP, nhìn thấy mao vũ sinh thì nói anh mao con tàu của sự im lặng mà anh yêu cầu mở mao vũ sinh liếm liếm khóe môi nói anh hoa không nói rõ với cậu sao nhìn thấy cái người ngồi chỗ kia không anh ta lấy tay chỉ về phía lê văn vân sau đó lại nhỏ tiếng nói cái gì đó ở bên tai nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ nghe xong thì gật đầu nói rõ rồi tiếp sau đó anh ta đẩy cửa đi vào đến giữa phòng tất cả mọi người đều đang chơi đùa người hát thì hát, ai chơi trò chơi thì chơi trò chơi, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đi đến trước mặt Lê Văn Vân, bưng rượu đặt trước mặt Lê Văn Vân, nói, thưa anh, con tàu của sự im lặng mà anh yêu cầu mở, bởi vì rượu này vô cùng đắt đỏ, cho nên phải thanh toán liền, tổng cộng là 1 triệu 910, hôm nay sinh nhật mọi người, ông chủ chúng tôi nói giảm giá, còn 1 triệu 9, anh quẹt thẻ không? Trường 85 1 triệu 9 Lê Văn Vân nhếch mày, ngờ vực nhìn nhân viên phục vụ, điềm đạm nói cậu nhầm rồi nhỉ. Nhân viên phục vụ định nói gì đó thì một giọng nói vang lên trong micro. Không biết Mao Vũ Sinh đã đi đến giữa phòng từ khi nào, trong tay anh ta đang cầm micro, kinh ngạc hét lên, ôi trời, đây là rượu sâm panh bạch tuyết, con tàu của sự im lặng, năm 1907 đấy, là bảo vật của cây TV đế hào, Lê Văn Vân quả nhiên là hào sảng nha, vì sinh nhật của Hân Hân mà nỡ mở một chai rượu đẳng cấp nhất thế giới có giá trị gần 2 triệu. Soạt. Khi giọng nói của Mao Vũ Sinh vừa dứt, trong chốc lát, căn phòng bỗng chốc có hơi im lặng, Mao Vũ Sinh lặng lẽ tạm dừng bài hát lại, lúc này cả cây tivi đều yên lặng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Lê Văn Vân, trong ánh mắt toàn là sự kinh ngạc. Trong khoảnh khắc mà Mao Vũ Sinh nói, Lê Văn Vân đã biết được đại khái là ý gì rồi. Rõ ràng Mao Vũ Sinh cảm thấy bản thân anh nhất định sẽ không móc ra được số tiền này, cho nên lúc bắt đầu đã kết hợp với người của cây TV bên này, muốn chơi anh, bây giờ Mao Vũ Sinh nói như vậy, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, cho dù bản thân anh có từ chối hay không cũng đều khó xử. Từ chối rồi, nhất định sẽ mất mặt trước sự dõi theo của mọi người. Không từ chối thì anh ta chắc chắn rằng bản thân anh không lấy ra được số tiền này. Hơn nữa, người có thể xây dựng một cây TV lớn như thế này, lại lịch phía sau nhất định không kém, không chừng là Dương Hải, người đứng sau có thể lực như thế thì sẽ ép buộc khiến bản thân anh phải gánh món nợ này. Lê Văn Vân lập tức lọc sạch dòng suy nghĩ, anh từ từ nhìn sang Mao Vũ Sinh. Mao Vũ Sinh cũng đang cười nhìn anh, nhưng sự thâm độc trong ánh mắt đó lại vô cùng rõ ràng. Ở bên cạnh, Đặng Hân Hân khẽ trao mày lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng, đương nhiên cô cũng không loại trừ khả năng Lê Văn Vân thật sự mở cho cô một chai xâm panh nổi tiếng và quý giá. Diệp Mộng trao mày lại, trong nhận biết của cô với Vưu Tường, Lê Văn Vân quả thực không lấy ra được số tiền này, họ cảm thấy cái vòng ngọc đó cũng là do Lê Văn Vân mượn tiền của đỗ tịch tịch mới mua được. Có thể là tiền lương ứng trước. Cho nên bọn họ đoán đại khái đây là mánh khóe của Mao Vũ Sinh. Khóe môi Vưu Tường nở một nụ cười, quyết định châm thêm lửa, anh ta vỗ tay nói, quả nhiên là giàu có hào sảng nha, loại rượu cao cấp này, cho dù là tôi cũng rất ít khi mở. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nhân viên phục vụ nhìn Lê Văn Vân, cười híp mắt nói, thưa anh, mời anh thanh toán trước. Một triệu chín. Lê Văn Vân nhún vai, lạnh nhạt nói, tôi nói rồi, tôi không có gọi, ai bảo cậu mở thì cậu đi tìm người ấy trả tiền, đừng tìm tôi. Lời anh vừa dứt tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn người, từ lúc đầu cảm thấy Lê Văn Vân giàu có hảo sảng, đến bây giờ Lê Văn Vân bác bỏ, trong lòng bọn họ xuất hiện một vài sự thay đổi kỳ lạ. Trên thực tế, bọn họ cũng có chút mong chờ, muốn nếm thử loại rượu có tiếng trên thế giới này rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Nhân viên phục vụ cho mày, anh ta nhìn Lê Văn Vân, nói một cách chắc chắn, anh Lê, anh đang chơi chúng tôi sao? Là do anh gọi chúng tôi mở rượu, bây giờ lại không thừa nhận rồi sao? Anh xem cây TV đế hào chúng tôi là nơi nào chứ? Sau khi Lê Văn Vân bác bỏ, Trần Hiểu Nguyệt liền hiểu ra được đại khái chuyện là như thế nào, nghĩ đến ông chủ đứng sau cây TV đế hào, khóe môi cô khẽ mỉm cười, cô quyết định không qua đó giúp. Lê Văn Vân, cứ trả tiền đi là xong mà, anh tùy tiện cũng có thể mua được. Một chiếc vòng ngọc 1 triệu hai, một triệu chín này đối với anh mà nói chắc cũng không đáng là gì. Mao Vũ Sinh cười mỉm, nói. Ở bên cạnh, Đặng Hân Hân càng nhíu chặt mày hơn. Chuyện có chút cứng nhắc rồi, đây là tiệc sinh nhật của cô, cô vẫn muốn kết thúc một cách vui vẻ không muốn trong quá trình xảy ra vấn đề gì, cho nên ban đầu cô không hề mời loại người như Mao Vũ Sinh với Trần Nghị. Audio điện tử võ tấn bền chương 86 đây là người khủng bố đấy. Chính là vì lo lắng trong quá trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ điều mà cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi. Cô có chút muốn tự mình chủ động thanh toán, nhưng mà cái giá 2 triệu này, đối với cô mà nói, quả thực cũng áp lực quá lớn. Lê Văn Vân liếc nhìn Mao Vũ Sinh một cái, rồi lại nhìn nhân viên phục vụ trước mặt, lạnh nhạt nói, vẫn là câu nói đó, ai gọi thì cậu đi tìm người đó trả tiền, ở đây là tiệc sinh nhật của bạn tôi, cậu đừng đến quấy giày. Anh muốn ăn quyệt sao? Nhân viên phục vụ sầm mắt lại, hỏi. Nói rồi, anh ta đặt cái khay xuống bàn, sau đó móc bộ đàm ra, nói vào cái bộ đàm đó, alo, anh hoa anh hoa, cái người gọi con tàu của sự im lặng, bây giờ anh ta muốn ăn quyệt, nói không phải anh ta gọi, đã nhận được, lập tức đến." Một giọng nói vang lên trong bộ đàm. Nghe đến đây, sắc mặt Đặng Hân Hân đột nhiên thay đổi. Cô biết, buổi tiệc sinh nhật này của cô, một khi chuyện này xảy ra thì sợ là sắp hỗn loạn rồi. Ở bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch muốn nói gì đó, nhưng mà lại bị Trần Hiểu Nguyệt kéo lại. Vu Tường thở dài một hơi, ở bên cạnh Diệp Mộng, nói, "Không ngờ Lê Văn Vân này lại là loại người như vậy, kêu người mở rượu vang mà giờ muốn ăn quẹt." đây là tiệc sinh nhật của đặng hân hân đấy anh ta không sợ mất mặt sao rất nhanh cánh cửa phòng bị đẩy ra một người đàn ông trung niên dẫn mười mấy người đi vào bên trong phòng vip ông ta nhìn đặng hân hân nói giám đốc đặng vốn không có ý quấy nhiễu tiệc sinh nhật của cô nhưng mà con thuyền của sự im lặng này là bảo vật của cây tv chúng tôi tổng cộng có ba chai chưa từng mở bao giờ hôm nay mở một chai kết quả lại có người muốn ăn quyệt đây quả thực không thể nói nổi nói rồi ông ta lại nhìn Mao Vũ Sinh, gật đầu một cách hời hợt. Đồng thời cái người nhân viên phục vụ trước mặt Lê Văn Vân, anh ta tránh ra, nói với người đi vào, anh Hoa, chính là anh trai này ăn quyệt. Sau khi anh ta tránh ra, bóng hình của Lê Văn Vân lộ rõ ra. Lê Văn Vân đối diện với tình huống này, anh vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh. Anh bưng một ly rượu, điềm tĩnh ngồi xuống đó. Và lúc thân hình của Lê Văn Vân xuất hiện trong ánh mắt của anh Hoa, Cơ thể cả người anh hoa đều run lên kịch liệt, ông ta kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, cả người lùi ra sau vài bước. Lê Văn Vân không có ấn tượng gì với ông ta. Thực tế thì anh có gặp qua rồi, lúc trước ở trong cyber cop của Trần Hiểu Nguyệt, người này gọi là anh hoa, là trợ thủ đắc lực của Dương Hải. Phải rồi, cây tivi Đế Hào cũng là sản nghiệp dưới trướng của Dương Hải. Dương Hải là cường hào ác bá ở Giang Thành việc làm ăn của ông ta đa số đều là sản nghiệp mang tính chất giải trí như quán bar, cây TV. Nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ta không nhịn được nhớ đến chuyện trong cyber cop của Trần Hiểu Nguyệt. Khi đó Lê Văn Vân cầm vũ khi đánh Dương Hải với Phan Minh Vũ dưới sự chứng kiến của hơn 30 người bọn họ, đánh đến mức hai người họ chỉ còn hơi tàn, hơn nữa anh còn trực tiếp giết luôn Trương Trí Dũng. Đây là người khủng bố đấy. Cái khoảnh khắc mà anh Hoa nhìn thấy Lê Văn Vân thì chỉ cảm thấy ra đầu như muốn nổ tung, cùng lúc đó, ông ta nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân cũng liếc qua ông ta. Ông ta nuốt ngụm nước bọt, vội vàng móc hộp thuốc trong túi ra, đi về phía Lê Văn Vân, run lẩy bẩy đưa điếu thuốc qua, nói, Ngài Lê, Ngài Lê, trước đó chúng tôi không biết là Ngài, cho nên mới làm ra chuyện này, đều là lỗi của chúng tôi, thế, thế chuyện là, chai rượu này xem như chúng tôi biếu Ngài, Ngài độ lượng không chấp kẻ hèn, ở bên cạnh, ngoài Trần Hiểu Nguyệt ra, tất cả người ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Đây là cây TV Đế Hào, sản nghiệp của Dương Hải, bây giờ người của cây TV Đế Hào lại khách khí như vậy với Lê Văn Vân, hơn nữa từ trong giọng điệu lời nói, có thể nhìn ra được, họ dường như rất sợ Lê Văn Vân. Lê Văn Vân híp mắt lại, nhìn Anh Hoa, hỏi, mới làm ra chuyện này, cho nên đây là chuyện mà các người cố ý làm ra. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Anh Hoa ông ta biết Phan Minh Vũ với Dương Hải thảm cỡ nào. Ông ta sợ bây giờ Lê Văn Vân cũng nổi trận lôi đình đánh ông ta một trận thậm chí là giết ông ta mất. chương 87 nhìn bản lĩnh của tên này xem. Đều tại Mao Vũ Sinh, nói rồi, lửa giận trong lòng ông ta nổi lên, ông ta đi đến bên cạnh Mao Vũ Sinh, tắt một bà tai vào mặt của Mao Vũ Sinh. Đầu óc Mao Vũ Sinh như muốn nổ tung, anh ta hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc chuyện là như thế nào. Cuối cùng anh ta cũng nhớ đến lời nhắc nhở của Trần Nghị, cái tên Lê Văn Vân này hình như là một ôn thần. Đánh mau vũ sinh xong, anh Hoa trừng mắt, nói, mẹ nó, cậu muốn hại chết. Tôi sao? Sau đó ông ta lại quay đầu lại nói, đều tại thằng nhóc này, cậu ta bảo tôi mở một chai rượu vang, sau đó tìm ngài nói là do ngài bảo, khiến cho ngài khó xử không biết làm thế nào, bảo người của chúng tôi vây lấy ngài, cưỡng ép ngài nợ tiền chúng tôi. Nếu như chúng tôi biết trước là ngài, cho chúng tôi 100 cái gan cũng không dám làm như vậy đâu. Hơn nữa ngài biết đấy, bố của Mao Vũ Sinh là Mao Vũ Hàm, chủ tịch của Ngân hàng Tân Hải, làm ăn ở Giang Thành, ai dám không nể mặt cậu ta chứ? Anh Hoa căng thẳng, nói chai rượu này xem như chúng tôi tặng cho mọi người, xin ngài hãy độ lượng bỏ qua cho kẻ hèn này. Cái đầu của Mao Vũ Sinh lúc này hoàn toàn không suy nghĩ ra được gì, thậm chí có giây phút nào đó anh ta tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Anh ta không hiểu, sự việc tại sao lại phát triển thành thế này. Anh ta bị anh Hoa nắm cổ áo, và lúc này, Lê Văn Vân cũng đứng dậy, xoa xoa. Mũi, đi về phía anh ta. Từ khi mở chai rượu nổi tiếng này đến khi Lê Văn Vân phủ nhận, lại có thêm một nhóm người nữa đến. Mọi chuyện xoay chuyển không ngừng, so với xem phim dài tập còn đã ghiền hơn. Lê Văn Vân đi tới trước mặt Mao Vũ Sinh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mao Vũ Sinh đây là tiệc sinh nhật của đặng hân hân không phải là nơi để anh làm xấu mặt lê văn vân bình tĩnh nói anh gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy nhảy nhót khắp nơi giống y như một tên hề tôi không muốn khiến mọi chuyện quá ầm ĩ dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của đặng hân hân lê văn vân nhàn nhạt nói mao vỗ sinh nghiến răng nhưng bây giờ anh ta không biết rõ tình hình anh ta không biết tại sao anh hoa lại sợ lê văn vân như vậy trong lòng anh ta đang lớn tiếng mắng chửi trần nghị lê văn vân nhìn đặng hân hân rồi nói hân hân đây là tiệc sinh nhật của cô muốn xử lý mao vũ sinh như thế nào cô tự quyết định đi đặng hân hân cau mày sau đó đi tới trước mặt mao vũ sinh nói mao vũ sinh anh tự đi đi tôi vốn dĩ không mời anh đến tiệc sinh nhật của tôi vì thế diện của chủ tịch mà anh đến tôi cũng không nói gì cả nhưng anh cứ luôn kiếm chuyện khiến mọi người phải mất hứng cả rồi anh mao vũ sinh cắn răng nhìn thấy ánh mắt của mọi người anh ta hận không thể tìm một chỗ để chui vào đúng vậy bây giờ thì ai cũng biết rồi mọi chuyện là do anh ta cố tình làm ra anh ta không thể khiến lê văn vân mất mặt ngược lại bây giờ anh ta mới là người bị mất mặt nghe thấy lời của đặng hân hân anh hoa vội vàng nhìn lê văn vân nói anh lê để tôi giúp anh đưa anh ta ra ngoài tên này thực sự không phải là người lê văn vân bình tĩnh gật đầu anh hoa nhanh chóng gật đầu lại chỉ vào chai rượu vang kia nói, chai rượu vang này mọi người cứ uống đi, dù sao cũng mở ra rồi. Chỉ cần ngài không chấp nhặt tôi là được. Sắc mặt Mao Vũ Sinh không tốt lắm, bị người của anh Hoa kéo ra ngoài. Trong phòng bao một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng biểu tình của tất cả mọi người khi nhìn Lê Văn Vân đều có hơi kỳ quái. Đương nhiên cũng có người không ngừng liếc nhìn chai rượu vang, nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đầy mong chờ. Anh Hoa đã nói rồi, Chai rượu vang này tặng cho Lê Văn Vân, điều này có nghĩa là Lê Văn Vân có quyền quyết định chai rượu vang này. Chai rượu này uống một ngụm thôi cũng tốn đến mấy chục nghìn tệ đó. Vương Tường ở bên cạnh cười giễu cợt, nhìn bản lĩnh của tên này xem. Sau đó anh ta lại nói với Diệp Mộng, anh đã nói rồi, tên nhóc này gây chuyện rồi không thể học thứ tốt được. Em cũng thấy rồi đấy, người trong cây TV đế hào này trước đây chắc chắn dính líu đến xã hội đen. Những người đó cư xử khách khí với Lê Văn Vân như vậy, Lê Văn Vân đoán chừng cũng lăn lộn ở trong ngành đó. Rất có thể là đã quen biết ở trong nhà giam. Chương 88 cô đoán đi. Trần Âm Âm cũng gật đầu nói, tôi cũng nghĩ là vậy. Giọng nói của bọn họ rất nhỏ, nhưng Lê Văn Vân lại nghe thấy rõ ràng. Khóe miệng anh cong lên, cũng không để ý quá nhiều, tự quay trở lại vị trí trước đó của mình rồi ngồi xuống. Mọi người tiếp tục, mọi người tiếp tục đi. Đặng hân hân cười nói. Trần Hiểu Nguyệt một lần nữa chịu trách nhiệm việc điều hòa bầu không khí, bầu không khí trong phòng bao dần dần sôi động trở lại. Nhưng có rất nhiều người vẫn không khỏi nhìn về phía chai sâm panh. Lê Văn Vân không lên tiếng, bọn họ cũng ngại nói ra miệng. Đợi sau khi bầu không khí khôi phục trở lại, Đặng Hân Hân mới bước đến bên cạnh Lê Văn Vân nói lời xin lỗi. Lê Văn Vân, thật ngại quá, không ngờ lại gây cho anh một rắc rối lớn như vậy lê văn vân cười với cô nói không sao giải quyết xong cũng không sao rồi nhưng phải nói lại đứa con trai này của chủ tịch các cô thật không có gia giáo đặng hân hân thở dài nói không có cách nào khác chủ tịch của chúng tôi cũng là một lời khó nói hết hy vọng sau này anh ta sẽ không làm phiền anh nữa đúng rồi hay là tôi nói rõ với chủ tịch của chúng tôi ngài là người dùng thẻ kim cương lê văn vân lắc đầu nói thôi bỏ đi chuyện này chỉ cần có biết là được Nghe Lê Văn Vân nói vậy, Đặng Hân Hân cũng không nói gì nữa, gật đầu nói, "Được." "Đúng rồi, cô đem chai rượu vang này chia cho mọi người đi." Lê Văn Vân nói. Đặng Hân Hân giật mình nhìn Lê Văn Vân, cũng không từ chối, xinh đẹp cười một tiếng nói, "Vậy thì cảm ơn anh nhé." Lê Văn Vân xua tay. Sau khi Đặng Hân Hân cầm chai sâm panh chia cho những người khác, biểu tình khi những người đó nhìn Lê Văn Vân, một lần nữa lại xuất hiện thay đổi, hơi mang theo sự sùng bái. Lê Văn Vân cũng không quan tâm lắm, vẫn ngồi đó một mình uống rượu, hầu hết mọi người anh đều không quen thuộc, người quen chỉ có Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt cũng đang ngồi cùng đám người diệp mộng. Một lúc sau, Đỗ Tịch Tịch lặng lẽ chạy đến bên cạnh Lê Văn Vân, khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng. Tử lượng của cô gái nhỏ này vốn kém, vậy mà còn uống không ít. Lúc này, cô ấy hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn say, nhưng đôi mắt đã mang theo chút mờ mịt. Cô ấy đi đến bên cạnh Lê Văn Vân đặt mông ngồi xuống, thân hình mềm nhũn dựa vào trên người Lê Văn Vân. Cô làm gì? Lê Văn Vân giật mình, nhìn về phía đỗ tịch tịch nói, trước mặt nhiều người như vậy, cô làm vậy không tốt lắm đâu. Cô thật muốn làm chút chuyện gì với tôi thì chúng ta về nhà nhé. Thật sự không được nữa thì đi đến xe cô đi. Xí, đôi mắt mờ mịt của đỗ tịch tịch đã tỉnh táo hơn một chút, cô ấy chừng mắt nhìn Lê Văn Vân nói, anh thật biến thái. Lê Văn Vân mỉm cười. Đỗ tịch tịch phồng miệng, thấp giọng hỏi, "Lê Văn Vân, anh nói thật đi, anh rốt cuộc là ai? Anh cứu bố tôi cũng thôi đi, anh còn có một tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Còn nữa, tại sao anh Hoa đó lại sợ anh như vậy? Anh có phải là xã hội đen hay không?" Lê Văn Vân cười hì hì với cô ấy nói, "Cô đoán đi." "Anh còn bảo tôi đoán, tôi sẽ." Cô ấy nói đến đây, dường như không biết phải uy hiếp thế nào, suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa." Nói xong, cô ấy còn tức giận chề môi ra. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, nhịp tim của Lê Văn Vân hơi tăng nhanh, muốn hung hăng hôn lên miệng cô ấy. Nhưng nghĩ đến xung quanh có hơi nhiều người, anh không thể không kìm chế suy nghĩ trong nội tâm mình. Thực ra thì, Lê Văn Vân nhìn đỗ tịch tịch. Đỗ tịch tịch nghe thấy lời của Lê Văn Vân, mắt hơi sáng lên, nghĩ rằng Lê Văn Vân sẽ nói cho cô ấy. Lê Văn Vân sờ mũi nói, thực ra thì, tôi là một cao thủ ẩn thế, là một trong những người đàn ông mạnh nhất trên thế giới. Đỗ Tịch Tịch bày ra vẻ mặt khinh thường, vuốt tóc Lê Văn Vân nói, "Ha ha, anh là siêu nhân." Lê Văn Vân cười, trong lòng thầm thở dài nói, lời nói thật luôn khiến người ta không tin tưởng. Lúc này, Trần Âm Âm đã chạy tới, đỡ Đỗ Tịch Tịch dậy, nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân nói, "Lê Văn Vân, anh đang làm gì vậy?" Lê Văn Vân lười để ý tới cô ta, Trần Âm Âm lại nói, "Tịch Tịch đã nói với em rồi, tránh xa tên này ra chút. chương 89 ông chủ, lát nữa tôi đến lấy sau nhé. Nói xong, cô ta đỡ đỗ tịch tịch quay trở lại. Bầu không khí trong phòng bao rất ấm áp, thỉnh thoảng có người đến tìm Lê Văn Vân nói vài câu. Dù sao thì sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, bọn họ đã nếm thử được chai rượu vang đẳng cấp thế giới đó. Thời gian trôi qua, dần dần có người bắt đầu rời đi. Về phần đỗ tịch tịch, Cô ấy đã hoàn toàn uống say. Đám người đô tịch tịch chơi đến tận sáng sớm mới bước ra khỏi cây tivi để hào, mỗi người tự trả tiền rồi rời khỏi cửa cây tivi. Không lâu sau, ở cửa chỉ còn lại vài người Lê Văn Vân quen biết. Diệp Mộng không uống rượu, cô đỡ Đô Tịch Tịch lên xe, sau đó quay đầu nhìn Đặng Hân Hân nói, "Hân Hân, ngày mai chúng tôi rời khỏi thành phố Giang rồi, cô nhớ đến Lâm Hải nhé." Đặng Hân Hân gật đầu nói, "Tiệc đính hôn của người chị em tốt nhất của tôi." tôi chắc chắn sẽ đến được trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn diệp mộng nói tất cả mọi người đều rời đi vì có đám người diệp mộng ở đó nên lê văn vân đương nhiên không thể đi xe của đỗ tịch tịch trở về đợi đến khi xe của đỗ tịch tịch khởi động anh lên một chiếc taxi nói đi theo chiếc xe phía trước sự an nguy của đỗ tịch tịch anh vẫn phải có trách nhiệm đến cùng ngay khi bọn họ rời đi một người phụ nữ mặc váy đỏ bước ra khỏi cửa của cây tv để hào Cô ta nhìn về phía chiếc taxi của Lê Văn Vân, khẽ cau mày nói. Hình như đã gặp người này ở đâu rồi. Bên cạnh cô ta, một người cũng đi ra nói, chị hoa hồng đỏ, hôm nay chị trông non một chút. Đỗ tịch tịch kia đã hoàn toàn uống say, hơn nữa xung quanh cũng xác nhận rồi. Người gác đêm giường như đã rời đi, hôm nay chúng ta tranh thủ bắt lấy đỗ tịch tịch. Đi thôi, hoa hồng đỏ gật đầu. Bên cạnh, hai chiếc xe con đen như mực đồng thời lái đi, theo sau xe taxi. Của Lê Văn Vân, ở phía sau xe của Đỗ Tịch Tịch. La Hương Uyển, khu dân cư xa hoa nhất của người giàu ở Giang Thành, chiếc xe taxi đã dừng lại trước cổng khu dân cư. Lê Văn Vân trả tiền rồi bước ra khỏi chiếc xe taxi, nhưng mà anh không vào khu dân cư liền, mà anh nhìn nhìn ra đằng sau, ngay sau đó là tiến lại tiệm thịt nướng ở gần đó. Đến tiệm thịt nướng, anh gọi đại một vài món, rồi vừa nướng vừa nhìn về phía cánh cổng. Có hai chiếc xe sedan màu đen dừng lại trước cổng, qua một lúc thì có một người từ trên xe bước xuống, anh nhìn xung quanh rồi sờ sờ mũi mình, đi vào trong khu dân cư. Khóe môi Lê Văn Vân cong lên một nụ cười. Từ ban đầu anh đã phát hiện ra có hai chiếc xe đi theo sau anh. Anh không biết chiếc xe đó đi theo anh hay là đi theo đỗ tịch tịch. Dẫu sao thì trong khoảng thời gian này, bản thân anh ở Giang Thành đã đụng chạm đến không ít người, ví dụ như là Mao Vũ Sinh mới rời đi lúc nãy anh ta sai người bám theo mình, sau đó nghĩ cách đánh mình một trận thì cũng là chuyện bình thường. Và bây giờ, lúc có một người trên chiếc xe đó chạy vào trong khu dân cư, thì Lê Văn Vân đã biết mục tiêu của bọn họ thật ra là đỗ tịch tịch. Anh nhìn thử bên trong chiếc xe, ngoài cái người đã rời đi lúc nãy ra thì tổng cộng có 7 người nữa, điều này có nghĩa người theo dõi lần này có khoảng 8 người. Lê Văn Vân sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ, nhóm người Phạm Nhược Tuyết rời đi 2 ngày Xem ra bên Hồng Nguyệt đã phát hiện ra sự vắng mặt của họ, chuẩn bị hành động rồi sao? Anh vẫn không vội đi vào trong, người đi vào lúc nãy rõ ràng là đi vào để xác định tình hình. Khoảng 7-8 phút trôi qua, anh nhìn thấy hai người, Vưu Tường với Trần Âm Âm đi ra, còn Diệp Mộng với Trần Hiểu Nguyệt thì hình như ở lại chỗ của đỗ tịch tịch rồi. Nhìn hai người bắt chiếc xe rời đi xong thì Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh trả tiền cho ông chủ tiệm thịt nướng xong thì nói, "Ông chủ, lát nữa tôi đến lấy sau nhé." nói rồi anh quay người đi vào trong khu dân cư đó anh quen đường đi vội đến nơi mình ở không bao lâu sau thì anh nhìn thấy cái người đi vào lúc nãy bây giờ đã đi ra rồi vóc dáng người này cũng không được cao lớn nhưng nhìn trông cực kỳ chắc chắn người này để tóc hối cua nếu như đặt trong trường hợp bình thường thì người này vừa nhìn là kiểu người có dáng vẻ rất hiền lành lê văn vân sờ sờ mũi sau khi xác nhận xung quanh không có camera khóe môi anh cong lên cười nhẹ Hai người đi đối lập nhau, anh có đụng nhẹ vào người đàn ông đầu húi cua. Chương 90 anh là ai, người gác đêm sao? Người đàn ông đầu húi cầu bị đụng một cái thì vẻ giận dữ liền thoáng qua trên mặt, anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân, nói: "Mẹ nó, đi đường không mở mắt hả?" Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì phát hiện Lê Văn Vân đang cười với anh ta, lúc đó không hiểu sao trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác có nguy hiểm, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng mà muộn rồi. Lúc này xung quanh không có ai, hai người lại đứng cùng nhau, Lê Văn Vân đột nhiên nổi loạn lên, luồng khí kinh hoàng lập tức khóa chặt trên người của người đàn ông đầu húi cua, anh ta vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm giác được đầu của mình đã bị thứ gì đó đập mạnh một phát, ngay sau đó trước mắt anh ta tối sầm lại, rồi anh ta ngất đi. Lê Văn Vân khẽ cười mỉm, thuận lợi tóm lấy người đàn ông đầu húi cua, sau đó vác anh ta lên vai, đi về phía nơi ở của mình. Lúc đi qua nhà của Đỗ Tịch Tịch thì anh cảm giác được hình như trong nhà Đỗ Tịch Tịch rất hỗn loạn, anh còn nghe thấy tiếng quát của Trần Hiểu Nguyệt. Đỗ Tịch Tịch, cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường cho tớ mau. Lê Văn Vân nghe thấy thì cạn lời, thầm đoán là Đỗ Tịch Tịch uống say rồi, có lẽ đang quậy phá trong nhà. Trong lòng anh có chút mong đợi, muốn đi xem thử dáng vẻ say xỉn của cô. Ấy, nhưng mà nhìn người đàn ông đầu húi cua trên người, anh đã cất suy nghĩ đó đi rồi kéo người đàn ông đó vào trong nhà mình. Vứt người đàn ông đầu húi cua trong phòng khách, rồi anh mở cửa phòng ngủ của Trần Vũ. Những chuyện tiếp theo mà anh làm, Trần Vũ vẫn không nên biết thì tốt hơn. Trần Vũ đã ngủ say rồi, tiếng ngáy khò khò, Lê Văn Vân đi đến bên cạnh anh ấy, khẽ gõ một cái lên cổ anh ấy, tiếng ngáy biến mất, Trần Vũ đã hôn mê rồi. Làm xong mọi thứ, Lê Văn Vân lục soát người đàn ông đầu húi cua đó, lục đi lục lại xác định trên người anh ta không có thứ truyền tin gì thì anh tùy tiện ngồi xuống sofa, ngay sau đó là tạt ly nước vào mặt người đàn ông đầu húi cua. Ao! Người đàn ông đầu húi cua giật mình một cái, mở bừng mắt ra. Không được động đẩy, động một cái thì anh có thể sẽ chết, Lê Văn Vân cười híp mí nói. Người đàn ông đầu húi cua cười giễu một tiếng, nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đột nhiên cảm giác được một luồng khí cực mạnh đang bao trùm lấy mình, dựa vào bản năng của anh ta, anh ta có thể cảm nhận được Lê Văn Vân không phải đang nói đùa, người trước mặt anh ta lợi hại hơn anh ta rất nhiều. Anh biết tôi là người như thế nào không mà lại dám động tay với tôi. Điều đầu tiên anh ta muốn làm đó chính là nói thân phận của mình ra để Lê Văn Vân kiêng nể. Lê Văn Vân cười giễu một tiếng, trong giọng điệu hiện lên chút lạnh lùng, ánh mắt anh lướt qua hình xăm trên người đàn ông đầu húi cua, nói chỉ là thẻ đỏ rác rưởi của Hồng Nguyệt thôi mà. Trước đây không lâu đã giải quyết một tên rồi. Trái tim của người đàn ông đầu húi cua kia đập dữ dội, anh ta cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Anh ta quan sát Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, sau đó vẻ mặt anh ta có chút thay đổi, nói anh là cái người gần đây luôn xuất hiện bên cạnh Đỗ Tịch Tịch. Bọn họ muốn ra tay với Đỗ Tịch Tịch, đương nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiến hành giám sát Đỗ Tịch Tịch, bọn họ biết Lê Văn Vân thì Lê Văn Vân cũng không có gì bất ngờ. "Phù," anh ta hít thở một hơi, nói anh là ai, người gác đêm sao? xem như là người gác đêm vậy lê văn vân cười híp mắt nhìn anh ta nói anh cũng có thể gọi tôi là từng là người gác đêm số không đúng rồi lúc đầu các người còn gọi tôi bằng một cái tên khác lúc đó hình như các người gọi tôi là sát thần cái gì anh là người biến mất ba năm trước ngay khoảnh khắc này người đàn ông đầu húi cua chỉ cảm thấy ra đầu như muốn nổ tung rồi lê văn vân người đàn ông biến mất ba năm trước đã khiến cả thế giới ngầm đều cảm nhận được sự kinh hoàng chính là người khiến cho thủ lĩnh của Hồng Nguyệt bọn họ đến tận bây giờ còn phải trốn nấp ở Cao Nguyên chỉ vì chưa xác định được cái chết của Lê Văn Vân. Anh ta không ngờ, Lê Văn Vân thật sự vẫn còn sống, hơn nữa, bây giờ bản thân lại còn rơi vào trong tay của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 91 hoa hồng đỏ sao. Có lẽ anh ta chưa từng đối diện trực tiếp với Lê Văn Vân, nhưng mà những lời đồn về Lê Văn Vân trong những năm đó, anh ta lại nghe rất nhiều bản thân anh ta vậy mà lại rơi vào trong tay của một người đáng sợ như thế này anh ta cảm thấy cả cơ thể không có cách nào nghe theo sự điều khiển của mình nữa rồi cả người từ trên xuống dưới đều ớn lạnh hàm răng thì không ngừng run lên phát ra tiếng kêu cầm cập anh ans muốn làm gì anh ta kinh ngạc nhìn lê văn vân lê văn vân vẫn cười híp mắt anh thở mạnh một hơi nói nói ra xem thử các người có bao nhiêu người ở giang thành ở nơi nào tôi phải tìm hiểu một chút nếu như không nói hoàn chỉnh, anh sẽ chết ngay lập tức. Yên tâm, trình độ giết người của tôi cũng không tệ, bảo đảm anh sẽ không cảm nhận được chút đau đớn nào. Chết! Đối với bất kỳ người nào cũng là điều đáng sợ, sát thủ của Hồng Nguyệt không phải là loại người như đội cảm tử. D. Nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, người đàn ông đầu húi cua đó nghiến răng nói, chúng tôi tổng cộng có 10 người, nhưng mà trước kia đã chết hai người rồi. Bây giờ chỉ còn lại 8 người, ngoài tôi ra thì họ đều ở trên xe bên ngoài xem ra quả nhiên là anh không thành thật nhỉ lê văn vân cười híp mắt đứng dậy đi đến chỗ anh ta đồng thời lấy con dao găm được giấu trong thắt lưng của người đàn ông đầu húi cua anh đưa con dao đến lỗ tai của anh ta là thật thật sự chỉ có mấy người chúng tôi thôi cả người đàn ông đầu húi cua sắp bị dọa cho chết mất rồi trong chốc lát mồ hôi lạnh từ trên trán anh ta tuôn ra ngoài xẹt lê văn vân không hề do dự anh xoay cổ tay một cái, con dao găm lướt qua cổ họng của người đàn ông húi cua. Anh, chấm ans, vẻ giận dữ liền thoáng qua trong mắt người đàn ông đầu húi cua, ngay sau đó, cả người anh ta lảo đảo ngã xuống dưới đất. Giọng nói của Lê Văn Vân vang lên bên tai anh ta, hoa hồng đỏ rõ ràng ở giang thành mà. Người đàn ông đầu húi cua xứng người, ngay sau đó, hơi thở của anh ta cũng từ từ biến mất. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười nói, bảy người đó đều ở bên ngoài xem ra có thể kết thúc nhiệm vụ lần này sớm hơn rồi. Nói rồi, anh đứng dậy, lấy rất nhiều giấy vệ sinh, bụng chặt chỗ cổ của người đàn ông đầu húi cua lại, tránh để máu chảy xuống nền nhà, anh không rảnh để xử lý. Trần Vũ thì bị đánh ngất rồi, có lẽ phải ngủ mê đến sáng sớm ngày mai. Sau đó, anh đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Vừa mới đi ra, vẻ mặt anh có chút thay đổi, sau đó anh quay đầu nhìn về phía xa. Ở phía xa xa, dưới ánh đèn cách đó chừng trăm mét một bóng người xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ đang đứng dưới đèn đường nhìn lê văn vân từ xa lê văn vân cười khinh sờ sờ mũi nói hoa hồng đỏ sao dưới ánh đèn lờ mờ thân hình đẹp mê hồn trong chiếc váy đỏ đó trông như có một phong tình khác lòng lê văn vân khẽ lay động anh không ngờ hoa hồng đỏ sẽ lại xuất hiện nơi này hơn nữa trước kia anh vẫn luôn không phát hiện ra rõ ràng cô ta đã đi theo sau anh từ lâu rồi. Không hổ là sự tồn tại nằm trong top 10 danh sách sát thủ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, ngay sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh. Sát thủ nằm trong top 10 của thế giới ngầm, nhất định đều có kỹ năng nhất định, mà thân là một sát thủ, theo dõi, ẩn núp bản thân, ra một đòn chí mạng vào thời khắc quan trọng, đó đều là sở trường của họ. Nhưng đối diện với sát thủ nằm trong top 10 thế giới này, Lê Văn Vân lại không có bất cứ biểu hiện gì của sự sợ hãi. Anh sờ sờ mũi mình, rồi bình tĩnh đi qua bên đó. Hoa hồng đỏ cứ đứng như thế ở đó, cô ta không lùi lại, chỉ cười híp mắt nhìn Lê Văn Vân. Theo những bước chân tiến lại của Lê Văn Vân là nụ cười của cô ta nở trên môi. Anh đi thẳng đến trước mặt hoa hồng đỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, Lê Văn Vân đứng thẳng lại, anh nhìn hoa hồng đỏ, đôi mắt khẽ híp lại. Tôi nhìn nhầm rồi. Chương 92 thỏa thuận xong. Hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói, lúc nãy tôi nhìn thấy anh liền cảm thấy dường như có một cảm giác quen thuộc, bây giờ nhớ lại, chúng ta đã gặp qua ở trạm xe tàu điện ngầm rồi. Cho dù là trong màn đêm tối, hoa hồng đỏ vẫn đeo kính đen, cô ta nhìn thấy Lê Văn Vân tiến lại gần thì tháo kính xuống, đôi môi đỏ khẽ động, mở miệng nói. Lê Văn Vân híp mắt lại, nhìn phía dưới ánh đèn, rồi lại nhìn ánh đèn đang sáng của biệt thự, đột nhiên anh nhe miệng cười, nói tâm tư cũng không tồi, biết người gác đêm đều hành động bí mật, sẽ không để lộ. Đây là một trong những quy tắc của người gác đêm, không giết người trong hoàn cảnh lộ rõ. Đương nhiên Lê Văn Vân chỉ thừa nhận mình là người gác đêm, chứ không hề thừa nhận mình từng là người gác đêm số 0. Anh phải bảo mật thân phận này. Hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói, không ngờ 3 năm rồi, anh vẫn còn sống. Lê Văn Vân khẽ nhếch mày một cái. Hoa hồng đỏ nhìn Lê Văn Vân, điềm đạm nói, lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh ra tay với đầu húi cua rồi, loại khí thế bùng nổ bất ngờ đó. Trên thế giới này không có nhiều người có thể đạt đến trình độ này và không khó để loại trừ khả năng của tuổi tác. Lê Văn Vân bật cười, nhưng sát khí hiện ra rõ ràng trong ánh mắt không hề giấu giếm, anh nói: "Suy nghĩ của cô cũng rất tinh tế, biết được thân phận của tôi rồi, lại lựa chọn ở dưới ánh đèn để những người khác có thể nhìn thấy tôi. Cô tưởng tôi không dám ra tay với cô? Nhưng nếu như cô đã biết là tôi rồi, cô cảm thấy tôi sẽ ra bài như thường lệ không?" Lê Văn Vân liếm liếm môi, hỏi: Vẻ mặt hoa hồng đỏ đột nhiên biến đổi nhẹ, cô ta vội vàng nói, "Số 0, tôi đến tìm anh là để bàn chuyện hợp tác, ví dụ như chúng tôi rút ra khỏi Giang Thành, đồng thời tôi sẽ giúp anh đuổi Bùi Ninh Tùng ra." "Không phải anh luôn muốn giết Bùi Ninh Tùng sao?" Lông mày Lê Văn Vân khẽ động, "Bọn họ có rút ra khỏi Giang Thành hay không?" Đối với Lê Văn Vân, điều đó không quan trọng, dù sao anh không hề sợ bọn họ. "Nhưng hoa hồng đỏ nói sẽ giúp anh đuổi Bùi Ninh Tùng." thủ lĩnh của Hồng Nguyệt ra, thì lại làm cho Lê Văn Vân có chút động lòng rồi. Cho tôi một lý do, Lê Văn Vân điềm đạm nói, cô là người của Hồng Nguyệt, là trợ thủ đắc lực của Bùi Ninh Tùng, cho tôi một lý do để tôi tin. Cô, hoa hồng đỏ thở mạnh một hơi, nói thứ nhất, sau khi tôi phát hiện ra anh, hoàn toàn có thể lựa chọn không để lộ bản thân ra. Thứ hai, quan trọng nhất là tôi muốn thoát khỏi Hồng Nguyệt. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn hoa hồng đỏ, khóe môi cong lên cười nhẹ, Nói, Hồng Nguyệt các người không phải là cầu của bọn chúng sao? Cho nên tôi muốn thoát khỏi đó, trên thế giới này, ít người có thể giúp được tôi, người sẵn lòng giúp đỡ tôi thì càng ít hơn. Hoa hồng đỏ nhìn Lê Văn Vân nói, hơn nữa, sau khi anh giết Bùi Nghinh Tùng, giúp tôi thoát ly khỏi Hồng Nguyệt, tôi sẽ nói cho anh biết bí mật liên quan đến cái hộp sắt đó. Vẻ mặt Lê Văn Vân khẽ biến đổi. Cái hộp sắt đó là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của anh vào 3 năm trước, lúc Phạm Nhược Tuyết rời đi cô đã đem cái hộp sắt đó đi rồi cái hộp sắt đó vuông vuông bên trong đựng gì thì lê văn vân không rõ anh cũng không hứng thú đi nghiên cứu nhưng khi nghe thấy hoa hồng đỏ nói vậy thì anh lại có chút tò mò rồi thỏa thuận xong lê văn vân cười híp mắt nói lúc lê văn vân nói câu này hoa hồng đỏ cảm giác được cái cảm giác nguy hiểm trên người mình đã biến mất một cách đột ngột cô ta bật cười lên khuôn mặt và cơ thể toát lên khí chất mê hoặc đầy mạnh mẽ cô ta bước tới trước một bước lê văn vân lập tức ngửi thấy một mùi hương hoa hồng đỏ đặt tay lên vai lê văn vân từ từ trượt xuống đồng thời nói bằng một giọng điệu mê hoặc quả nhiên không hổ từng là người gác đêm số không nếu như trước kia lúc ở tàu điện ngầm nhận ra anh thì tôi đảm bảo không để anh thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đương nhiên bây giờ cũng không muộn ở bên tháp voi trắng tôi có một phòng giường lớn có hứng thú đi cảm nhận thử không lời này có thể nói là vô cùng mê hoặc lê văn vân cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt ánh mắt anh liếc nhìn qua bên cạnh, ngay sau đó mí mắt anh không kìm được mà giật lên dữ dội. Trên lầu 2 nhà đỗ tịch tịch, đèn đã được bật sáng, trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của lầu 2, có ba bóng người mảnh mai đang đứng, dường như họ đang nhìn thứ gì đó ở dưới này. chương 93 một đêm không lời. Anh vội vàng đẩy hoa hồng đỏ ra, ho khan một tiếng nói, cô già quá rồi, tôi không có hứng thú với phụ nữ trên 30 tuổi. Hoa hồng đỏ khẽ xứng người, ngay sau đó là vẻ giận hờn hiện lên trên mặt lê văn vân lại ho khan lần nữa nói bây giờ mục đích hợp tác đã đạt được rồi các người tốt nhất là rút khỏi gian thành đi ngoài ra tin tôi vẫn còn sống tôi không hy vọng cô tiết lộ cho bất cứ một người nào cho dù là người thân cận nhất với cô một khi có người nhận ra tôi hợp tác của chúng ta sẽ lập tức dừng lại sau cơn giận hờn ngắn ngủi của hoa hồng đỏ cô ta lại khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm nhìn lê văn vân và nói không vấn đề để lại cách liên lạc đi, đến lúc đó tôi rụ bùi nghinh Tùng ra thì liên lạc với anh. Sau khi có WeChat của nhau, Lê Văn Vân trao mày nói, đúng rồi, tự xử lý cái tên đầu húi cua của mấy người đi. Hoa hồng đỏ trao mày, nhưng ngay sau đó cũng gật đầu. Lê Văn Vân không dừng chân ở đó nữa, anh đi về phía cánh cổng. Nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, hoa hồng đỏ liếm liếm môi, nói không thích phụ nữ trên 30 tuổi sao. Ha ha. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngủ với anh, hơn nữa sẽ làm cho anh lưu luyến không quên. Nói xong, cô ta móc điện thoại ra, gọi cuộc điện thoại. Lê Văn Vân đi về phía cổng khu dân cư, đương nhiên là đến lấy thịt nướng rồi, vừa hay cũng có thời gian cho bọn người hoa hồng đỏ xử lý thi thể. Đúng vào lúc anh rời đi thì ở vị trí trên lầu 2, Đỗ Tịch Tịch vẫn nằm dài trên người Trần Hiểu Nguyệt, khuôn mặt của cô ấy vẫn đỏ bừng miệng lẩm bẩm nói các cậu đang xem cái gì thế các cậu đang xem cái gì thế trần hiểu nguyệt ở bên cạnh cô ấy trao mày lại nhìn phía dưới ánh đèn ở không xa đó nói chị diệp mộng người đàn ông lúc nãy hình như là lê văn vân đó anh ta đến đây làm gì diệp mộng nhìn xuống dưới nhíu chặt mày lại không biết đang suy nghĩ điều gì bên cạnh anh ta hình như cũng nhiều người đẹp lắm đấy người phụ nữ kết hôn với anh ta lúc trước cũng rất đẹp trần hiểu nguyệt nói tiếp trong giọng điệu mang vẻ khó hiểu. Diệp Mộng vẫn không nói chuyện, qua một hồi, cô mới kéo đỗ tịch tịch nói, cứ dỗ tịch tịch ngủ trước đã, lần sau đừng để cô ấy uống say nữa, biết làm khổ người khác quá. Không, em muốn uống, em muốn uống nữa. Đỗ tịch tịch mơ mơ màng màng, nói. Lê Văn Vân đến tiệm thịt nướng lấy thịt nướng xong, khi anh quay về phòng của mình thì thi thể đã biết mất, bọn người hoa hồng đỏ cũng rời đi rồi. Lê Văn Vân đặt thịt nướng lên trên bàn, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ngồi xuống. Bây giờ, anh chỉ cần đợi tin tức bên Phạm Nhược Tuyết, xác nhận toàn bộ người của Hồng Nguyệt rút khỏi Giang Thành xong thì nhiệm vụ bên này cũng xem như kết thúc rồi. Đợi xong việc ở Giang Thành, anh có thể đến Lâm Hải, giải quyết đàng hoàng chuyện cũ. Ăn thịt nướng xong, anh dọn dẹp đơn giản rồi quay về phòng ngủ, ngủ một giấc say. Một đêm không lời. Ngày hôm sau, anh ngủ một giấc đến sáng, rồi như thường lệ, thong dong đi đến tập đoàn Cường Thịnh, Lúc đến phòng làm việc của Đỗ Tịch Tịch thì đã là 9 giờ 50 phút rồi. Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân, rồi chỉ chỉ đồng hồ, nói: "Này này này, anh lại đến muộn rồi." Lê Văn Vân gãi gãi đầu, nói: "Quen rồi thì tốt." Đỗ Tịch Tịch lườm mắt một cái, giận dữ quát: "Cái gì gọi là tôi quen rồi thì tốt? Anh đang làm việc ở chỗ tôi đấy." Nói rồi, cô ấy lại bất lực nói: "Thật sự không biết rốt cuộc anh là người như thế nào, ra vẻ thần thần bí bí thế." đúng rồi nói xong đỗ tịch tịch lại nói tiếp đàn chị diệp mộng mới sáng sớm đã rời đi rồi đã về lâm hải rồi nhưng mà cũng không gấp tuần này tôi cũng sẽ qua đó trước khi họ đính hôn thì qua trước một chuyến thuận tiện đi chơi luôn lê văn vân gật đầu nghĩ đến hôn ước của diệp mộng với vưu tường anh khẽ trao mày lại đỗ thương bắc sao người ra đây nếu không ngân hàng tân hải chúng tôi sẽ dừng mọi sự hợp tác với tập đoàn cường thịnh các người Đúng vào lúc họ đang nói chuyện thì một tiếng gầm thét vang lên ở bên ngoài. Chương 94, để tôi đi cho. Lòng Lê Văn Vân khẽ rung động. Lê Văn Vân biết cửa hàng phía đối diện đó, cửa hàng này tên là Tụ Bảo Hiên. Hai năm trước cửa hàng này mới thi công, lúc đầu thi công, Lê Văn Vân cũng làm việc ở đó. Sau đó anh cũng đi chuyển đồ đạc mấy lần. Nếu như nói Bành Hải là một gian thương thì ông chủ ở phía đối diện chính là một tên khốn nạn vô liêm si. Lúc đầu, lúc chuyển đồ đạc, một công nhân của họ cũng bị lừa, bởi vì không cẩn thận làm ngã vỡ một món đồ gốm, thứ đồ đó vừa nhìn đã biết chỉ là hàng nhái, nhưng mà người công nhân đó lại bị bắt đền 30.000 tệ rành rành ra đó. Lúc đó, Lê Văn Vân cùng với những người khác chỉ dám tức giận mà không dám nói, sau đó họ cũng không còn đến giúp việc cho cửa hàng này nữa. Bây giờ thông qua lời của Bành Hải biết được, bọn họ còn thường đi lừa gạt một số du khách nước ngoài. Chuyện là như thế nào vậy? Đỗ tịch tịch vô cùng kinh ngạc, hỏi. Ngành này của bọn chú xem trọng việc mua rồi thì không đổi được nữa, có nghĩa là cháu mua phải hàng giả rồi, chỉ cần trả tiền rồi, thế thì không thể trả hàng lại được nữa. Bình Hải nói, nhưng mà người của tụ Bảo Hiên thì khác, bọn họ sẽ gây ra một số sai sót, giả vờ rằng do khách hàng làm hỏng đồ đạc, sau đó nói món đồ này rất đắt, bắt khách hàng phải bồi thường. Đỗ tịch tịch trao mày hỏi, thế này cũng được sao? Ngành này rất phức tạp, Bành Hải lắc lắc đầu, nói hơn nữa, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ nên việc làm ăn của bọn chú chịu một ít ảnh hưởng, bởi vì tiếng tăm của công viên Tứ Hải trở nên kém đi. Đỗ tịch tịch trao mày, nói thế cháu muốn qua đó xem thử. Bành Hải nhíu mày, nhưng không nói gì. Đỗ Thương Bắc là nhà giàu số một ở Giang Thành, có địa vị, nếu như đô tịch tịch có thể vạch trần được cửa hàng tụ Bảo Hiên ở phía đối diện thì cũng là chuyện tốt. Lê Văn Vân liếc nhìn Bành Hải một cái, khóe môi nở nụ cười, anh biết Bành Hải có ý xem đỗ tịch tịch như khẩu súng để sử dụng. Nhưng anh không bới móc ra, đi theo phía sau đỗ tịch tịch, chen vào dòng người trước mặt. Ở chỗ cửa tụ Bảo Hiên, một người trung niên để dâu cá chê đang kéo cánh tay của một cô gái, nói cô gái, món này chính là bút tích thực của đường dần đấy, vậy mà cô làm hỏng của tôi rồi. Trong tay ông ta cầm một bức tranh cuốn tròn bị gãy làm đôi, tay kia thì bắt một cô gái tóc ngắn, cười diễu nói. Ở bên cạnh cô gái đó còn có một người phụ nữ, con gái cũng vậy, phụ nữ cũng thế, đều khá xinh đẹp, người phụ nữ trung niên bảo vệ cô gái, nói: "Ông đừng ngậm máu phun người, chúng tôi chỉ nghe nói có bút tích thực của đường dân, qua đây xem thử." Kết quả bức tranh này đột nhiên tự rơi từ trên tường xuống, gãy thành hai khác. "Không hề liên quan gì đến chúng tôi." "Bức tranh này là bảo vật của cửa hàng chúng tôi, treo ở trên tường lâu như vậy rồi nhưng không xảy ra chuyện gì, mà mấy người nhìn một lát thì gãy mất." bà nói vậy ai tin chứ, người đàn ông dâu cá chê cười diễu nói. Lê Văn Vân cho mày, người đàn ông này anh cũng biết, chính là Trần Bát Phận, ông chủ tụ Bảo Hiên lừa người bạn công nhân của anh lúc trước, mọi người đều ngầm gọi ông ta là Trần Bóc Lột. Ôi trời, người đẹp, làm hỏng rồi chính là làm hỏng rồi, các người không giống như người thiếu tiền, bồi thường chút tiền là xong chuyện rồi mà. Đúng thế, làm hỏng rồi thì đền tiền là xong, đây là lẽ đương nhiên mà. Xung quanh có mấy người bắt đầu hùa theo. Lê Văn Vân dùng cái mông nghĩ cũng biết, những người hùa theo này nhất định là kẻ lừa đảo mà Trần Bát Vận mời đến. Nghe thấy những lời này, sắc mặt cô gái với người phụ nữ xinh đẹp đều khẽ thay đổi. Người phụ nữ đẹp nghiến răng, hình như định đền tiền cho xong chuyện, bà ấy liếc nhìn Trần Bát Vận một cái thật sâu, nói: "Bao nhiêu tiền?" "Không nhiều, 15 triệu." Trần Bát Vận nói. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hít ngược hơi lạnh. Cô gái với người phụ nữ nhìn chầm chầm Trần Bát Phận, lúc này, người phụ nữ nói, được, 15 triệu này tôi đưa cho ông, ông phải nhận đàng hoàng cho tôi. Rõ ràng, hai người này không phải là người thiếu tiền, cũng không phải người bình thường. Có lẽ Trần Bát Phận cũng nhìn chúng điểm này rồi nên mới dám đi lừa. Còn về giọng điệu uy hiếp của người phụ nữ, ông ta không quan tâm, ở Giang Thành, ở công viên Tứ Hải Nhỏ chẳng đáng là bao này, không ai có thể uy hiếp ông ta được. Lúc này đỗ tịch tịch không nhìn được nữa cô ấy định xông ra thì lê văn vân vội vàng kéo cô ấy lại đỗ tịch tịch cho mày nói đây rõ ràng là lừa người anh định khoanh tay đứng nhìn hiểu nguyệt nói không sai anh đúng là đồ hèn nhát lê văn vân gãi gãi đầu nói cô không hiểu đồ cổ có sen vào cũng không thể nói lý lẽ được đỗ tịch tịch ngây người lúc này lê văn vân cười với cô ấy nói để tôi đi cho anh hiểu đồ cổ đỗ tịch tịch vô cùng ngạc nhiên hỏi hiểu sơ sơ, Lê Văn Vân ho khan một tiếng, đi tới phía trước, nói ôi, ông chủ Trần. Trần bát vận nhìn sang Lê Văn Vân, hiển nhiên ông ta cũng nhận ra anh, ông ta trao mày, nói cậu đến đây làm gì, hôm nay chỗ tôi không có việc làm, đi chỗ khác tìm đi. Tôi còn có việc. Lê Văn Vân lại cười híp mắt, tiến tới nói, ông chủ Trần, không nhìn ra đó nha, chúng ta vậy mà lại cùng ngành. chương 95, sau này không bao giờ đến đây mua đồ nữa trên mặt trần bát vạn lộ ra vẻ ghét bỏ nói ai cùng ngành với cậu một người khuân vác như cậu mau chóng cút xa một chút sao lại không cùng ngành được lê văn vân bĩu môi nói chúng ta đều là kẻ cướp bóc cá mà sắc mặt trần bát vận khẽ biến đổi và trong đám người lại vang lên một trận cười ồ chàng trai cậu có ý gì thế cẩn thận họa từ miệng mà ra mau chóng cút xa đi ông ta chừng lê văn vân một cái sau đó lại nhìn hai mẹ con đó, nói, hai người mau đến tiền. Cô gái tóc ngắn bĩu môi, sắc mặt người phụ nữ đẹp đó khó coi, nhìn chầm chầm trần bát vật, sau đó móc thẻ ngân hàng ra. Đợi đã, đúng vào lúc này, Lê Văn Vân giơ tay lên, nói, ông chủ trần, ông lấy hàng giả kém chất lượng bán với giá 15 triệu, ông cũng hiểm độc quả rồi nhỉ, tối ngủ không sợ lương tâm bất an. Lời vừa dứt, mọi người xôn xao cả lên sắc mặt trần bát vận trở nên không tự nhiên rồi ông ta lườm lê văn vân nói một người khuân vác như cậu hiểu cái gì về đồ cổ đây chính là bút tích thực của đường dần hàng thật giá thật cặp mẹ con kia thấy lê văn vân nói như vậy vẻ mặt hiện lên sự vui mừng khóe môi lê văn vân mỉm cười sau đó anh giơ tay ra ông chủ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì nhận ra nửa bức tranh trong tay đã rơi vào trong tay của lê văn vân ngay sau đó lê văn vân móc trong túi ra một cái bật lửa Cậu muốn làm cái gì? Sắc mặt Trần Bát Vận đột nhiên biến đổi. Bên dưới, mọi người đứng xem cũng lấy làm lạ. Xoạt! Lê Văn Vân không để ý, bật cái bật lửa lên, sau đó đặt nửa bức tranh lên ngọn lửa, bỗng chốc nửa bức tranh cháy lên. Anh điên rồi, đỗ tịch tịch ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đến ngây người, cô ấy không ngờ cách giải quyết của Lê Văn Vân chính là xông lên đốt nửa bức tranh. Chàng trai, cầu tiêu đời rồi, Trần Bát Vận nhìn Lê Văn Vân, sắc mặt đen kịt. Lê Văn Vân thì cười diếu, nói, mọi người, xin hãy dùng mũi cố gắng ngửi thử. Đám người đứng xem ngây người, ngay sau đó rất nhiều người cũng bắt đầu ngửi. Anh đang làm cái gì thế? Đỗ tịch tịch không hiểu. Nhưng đúng vào lúc này, trong đám người, người có chút kiến thức lên tiếng, sau khi đốt cháy, có một mùi sông lên mũi, điều này chứng tỏ giấy của bức tranh này được tạo thành bằng nguyên liệu sợi hóa học hiện đại. Đám người rộ lên, và sắc mặt của Trần Bát Vận thì đột ngột biến đổi lê văn vân thì cười híp mắt nói đúng rồi đường dần sống ở thời nhà minh trừ khi ông ấy xuyên không mấy trăm năm chạy đến hiện đại lấy loại giấy này về cho nên bức tranh này rõ ràng là đồ giả lời vừa dứt sắc mặt trần bát vận hoàn toàn tối sầm lại ở bên cạnh người phụ nữ đó nhìn chằm chằm trần bát vận nói ông dám lừa tôi trong đám người tiếng bàn tán xôn xao cũng vang lên từ lâu đã nghe tiếng tăm của tụ bảo hiên này không tốt cứ có người động một tí là làm vỡ đồ của họ rồi đền tiền, bây giờ xem ra là thật rồi. Sau này không bao giờ đến đây mua đồ nữa. Sắc mặt Trần Bát Phận đen kịt, ông ta nghiến răng, nói: "Ban đầu tôi bỏ ra 12 triệu mua bức tranh này, tôi tưởng là bút tích thật, bây giờ xem ra tôi cũng bị lừa rồi." Đây chính là cách nói của ông ta, ở trong cái ngành này, ông ta quả thực có thể nói như vậy, cũng không ai nói gì được ông ta. Ôi, gian thương đấy sau này mọi người đừng đến đây nữa đúng là vô liêm sỉ mà cái cửa hàng tụ bảo hiên này trong đám người truyền ra ngoài đủ loại lời nói sắc mặt trần bát vận đen kịt ông ta liếc nhìn lê văn vân một cái lê văn vân thì nhún vai không quan tâm gì cả sau đó anh cũng không để ý đến đám người ồn ào đi đến bên cạnh đỗ tịch tịch kéo đỗ tịch tịch chen ra khỏi đám người trở lại phía đối diện quay lại trong cửa hàng của bành hải đỗ tịch tịch nói với vẻ mặt đầy thán phục lê văn vân không ngờ anh còn am hiểu đồ cổ nữa anh làm thế nào mà nhìn ra đó là đồ giá thế bành hải hiển nhiên cũng nhìn rõ cảnh tượng này ông ta nhìn lê văn vân nói lúc trước đúng là không nghĩ ra tưởng rằng cậu chỉ có chút sức vóc không ngờ còn hiểu đồ cổ nữa lê văn vân cười cười anh quả thực có hiểu một chút là một người gác đêm anh phải đọc qua kiến thức của các phương diện khác anh cười rồi sau đó nhìn đỗ tịch tịch nói chọn đồ trước đi bên này chú đã chuẩn bị một ít đồ cháu xem thử rồi chọn bành hải liếc nhìn lê văn vân một cái thật sâu sau đó nói với đỗ tịch tịch đỗ tịch tịch vẫn còn đang chìm đắm trong cú sốc lê văn vân vạch trần trần bát vật sau khi nghe thấy lời của bành hải thì cô ấy mới định thần lại sau đó tò mò nhìn lê văn vân một cái nói thế tôi đi chọn trước đây lê văn vân nhìn bành hải nói nhân lúc cô ấy đi chọn tôi ở trong cửa hàng tùy ý tham quan chắc không sao nhỉ Audio điện tử võ tấn bền. chương 96 nhận lấy danh thiếp. Bành hải nhíu mày, mặc dù Lê Văn Vân đã vạch trần trò lừa bịp của Trần Bát Phật, nhưng trong lòng ông ta, Lê Văn Vân vẫn chỉ là gã công nhân có sức vóc lớn đến chỗ ông ta khuân vác khi xưa. Nhưng nể tình thấy đỗ tịch tịch dẫn Lê Văn Vân đến, nên ông ta gật đầu, nói, tùy tiện xem thì không sao, nhưng mà nhất định không được đụng chạm vào, nếu như thật sự không cẩn thận làm hỏng thì cậu đền không nổi đâu đấy lê văn vân cười cười cũng không quá chú ý đỗ tịch tịch đi theo bành hải để chọn đồ rồi có mối quan hệ với đỗ thương bắc anh cũng không lo đỗ tịch tịch sẽ bị lừa còn bản thân anh thì bắt đầu đi dạo trong tiệm đồ cổ đồ đạc trong cửa hàng rất nhiều đồ gốm đồ ngọc bày biện hết giá này đến giá khác lê văn vân đi dạo một hồi thì phát hiện ở đây thật sự tồn tại hàng thật nhưng mà hàng giả thì cũng rất nhiều lê văn vân cũng không biết nên mua quà gì cho đặng hân hân anh không phải là người keo kiệt hơn nữa ân huệ của đảng hân hân đối với anh anh luôn ghi nhớ trong lòng đúng vào lúc anh đang đi dạo đột nhiên có một giọng nói khá êm tai vang lên bên tai lê văn vân cậu này làm phiền một lát lê văn vân xoay người qua nhận ra cặp mẹ con bị bắt chẹt lúc này không biết họ đã đứng đằng sau anh từ lúc nào có chuyện gì không lê văn vân hỏi lai lịch của cặp mẹ con này nhất định không đơn giản từ giọng nói có thể nghe ra được bọn họ là người Bắc Kinh. Trên người cô gái lúc này có thêm một bản vẽ cực lớn, chắc là học hội họa. Rất cảm ơn cậu lúc này đã giải vây cho mẹ con tôi, nếu không thì chúng tôi bị cái tên gian thương kia lừa một số tiền lớn thật rồi. Người phụ nữ đẹp nói, mẹ con chúng tôi đều là người nơi khác đến du lịch, dẫn con tôi đi siêu tầm dân ca, tôi thì thích đồ cổ, nghe nói bên này có bút tích thực của đường dân, nên muốn đến xem thử, không ngờ suýt nữa bị lừa rồi lê văn vân khua tay nói không cần để tâm đầu quả thực tôi thấy chướng mắt nên thuận tiện giúp đỡ mà thôi lúc đó nhiều người như vậy nhưng chỉ có một mình cậu dám đứng ra mẹ con chúng tôi đương nhiên phải cảm ơn đàng hoàng mới được người phụ nữ đẹp nói lê văn vân nhìn hai người lòng khẽ rung động nghĩ thầm cảm ơn đàng hoàng mẹ con xinh đẹp định lấy thân báo đáp à lúc này người phụ nữ đẹp nói tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm trưa để cảm ơn mong cậu đừng chê Lê Văn Vân yên lặng, phát hiện bản thân nghĩ lung tung rồi, ho khan một tiếng, nói ưm, buổi chưa sợ là không được, cả ngày hôm nay tôi đều có việc. Người phụ nữ đẹp cân nhắc một hồi, rồi móc điện thoại ra nói, thế chúng ta kết bạn WeChat đi, xem khi nào cậu có thời gian thì tôi lại hẹn cậu. Lê Văn Vân không từ chối, móc điện thoại ra, tìm chỗ quét mã WeChat, hai mẹ con đều quét WeChat kết bạn rồi. Lúc này người phụ nữ đẹp đó mới tự giới thiệu bản thân, đúng rồi, vẫn chưa biết xưng hô với cậu như thế nào, tôi là Trần Mỹ Huyên, đây là con gái tôi, Trần Hy. Con gái cùng họ với mẹ, người mẹ đơn thân giàu có. Dì ơi, cháu không muốn nỗ lực nữa. Trong đầu Lê Văn Vân hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, nói, Lê Văn Vân. Người phụ nữ đẹp nói, cậu Lê, thế chúng tôi không làm phiền cậu nữa, đợi khi nào cậu có thời gian, tôi lại hẹn cậu. Nói rồi, bà ấy lại nhớ ra điều gì đấy, móc từ cái ví ra ra một tấm danh thiếp đưa cho Lê Văn Vân, nói, đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi, nếu như không liên lạc WeChat được thì cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Lê Văn Vân gật đầu, nhận lấy danh thiếp. Trần Mỹ Huyên gật đầu, dẫn con gái bà ấy rời đi. Đợi hai người đi rồi, Lê Văn Vân mới đưa tấm danh thiếp trong tay lên xem thử. Trần Mỹ Huyên, chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ. Trả trách 15 triệu nói đưa thì đưa, chủ tịch của tập đoàn thì chắc giàu lắm đây. Lê Văn Vân hoài nghi trong lòng, sau đó cũng không quá chú ý, cất tấm danh thiếp vào trong túi, tiếp tục tham quan. Qua một lúc, anh nhìn thấy một chiếc vòng ngọc, anh nói với nhân viên bên cạnh, người đẹp, có thể lấy vòng ngọc này cho tôi xem thử không? Người nhân viên đó cho mày, đồ mà cô ta bán ở đây đã có giá khá đắt rồi, cái vòng tay mà Lê Văn Vân hỏi, giá niêm yết là một triệu hai, hơn nữa cô ta chỉ phụ trách tiếp khách, lúc bàn bạc thật sự thì phải để ông chủ của họ đích thân tới nói chuyện hơn nữa nhìn cách ăn mặc của Lê Văn Vân, cô ta không cho rằng Lê Văn Vân có thể mua nổi. Lúc này, vừa hay Đỗ Tịch Tịch với Bình Hải đi đến, Đỗ Tịch Tịch đã mua xong đồ, đóng gói cả rồi, nhìn thấy Lê Văn Vân đang nói chuyện với nhân viên bên kia, hai người đi lại gần, Bành Hải nhìn thấy cái vòng ngọc mà Lê Văn Vân chỉ thì trao mày nói, mắt nhìn của cậu cũng không tồi đấy, nhưng mà cái vòng tay này khá đắt đỏ đấy. Ý trong lời nói của ông ta là, cậu mua có nổi không? Thực tế thì Lê Văn Vân cũng nhìn ra được, cái vòng tay này rất đẹp, anh muốn lấy ra xem kỹ để xác nhận, nếu như có thể thì anh định mua món này làm quà sinh nhật cho Đặng Hân Hân. chương 97 sao vậy, ông có bán không? Ông chủ bành mở cửa làm ăn, tôi xem thử cũng không vấn đề gì nhỉ. Lê Văn Vân nói, bành hải cho mày, nhìn đỗ tịch tịch ở bên cạnh, nhíu mày, ra hiệu bằng mắt với nhân viên phục vụ. Nhân viên gật đầu, lấy cái hộp vòng ngọc đó ra, nói anh cứ đứng ở đây xem đi lê văn vân thì không để ý nhiều như vậy anh chủ động cầm cái hộp này lên sắc mặt bành hải khẽ biển đổi ông ta nói cậu cẩn thận chút đừng làm hỏng làm hỏng rồi thì cậu khuynh ra bại sản cũng đến không nổi đâu tôi mua nó đúng vào lúc này lê văn vân đột nhiên cười với ông ta bành hải sửng sốt kinh ngạc nhìn lê văn vân ông ta cho rằng mình nghe nhầm tôi nói tôi mua nó lê văn vân nói lại lần nữa Bành Hải nuốt ngụm nước bọt, nói, Lê Văn Vân, món đồ này có giá niêm yết là một triệu hai đấy. Đỗ Tịch Tịch cũng trao mày, cô ấy đã điều tra về Lê Văn Vân, trước khi Lê Văn Vân đến chỗ cô ấy, anh chỉ là công nhân làm việc ở công trường, đào đầu ra một triệu hai cơ chứ. Tôi biết, Lê Văn Vân nhìn Bành Hải nói, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, quẹt thẻ có được không? Bành Hải trao mày, nói, người anh em, cậu đừng đùa với tôi, đây là một triệu hai, cậu có không đấy? lê văn vân mỉm cười anh móc từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho bành hải nói quẹt thẻ đi bành hải hoài nghi thế nhưng khi ông ta nhìn thấy tấm thẻ xanh ra trời đó cả người ông ta run lên lấy bảy Đỗ tịch tịch ở bên cạnh cũng chừng to đôi mắt xinh đẹp thẻ kim cương sao cậu có thể sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng tân hải được bành hải kinh ngạc nhìn lê văn vân ở bên cạnh đô tịch tịch cũng nhìn lê văn vân với vẻ mặt đầy kinh ngạc thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, đây là thẻ mà ngay cả bố cô cũng không có tư cách có được. Trong chốc lát, cô ấy đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện. Tại sao Lê Văn Vân lại quen biết Đặng Hân Hân, tại sao Đặng Hân Hân lại để Lê Văn Vân đóng giả bạn trai của cô ta? Theo lý mà nói, trước kia Lê Văn Vân chỉ làm việc ở công trường, so với Đặng Hân Hân thì hoàn toàn không phải là người cùng tầng lớp mới đúng. Đồng thời, cô cũng hiểu ra Tại sao lúc bố mình đối diện với Lê Văn Vân lại ngoan ngoãn tuân theo như vậy? Mặc dù cô ấy vẫn chưa biết rốt cuộc Lê Văn Vân đã cứu bố cô ấy như thế nào. Thẻ kim cương này, trên toàn thế giới chỉ phát hành ra mấy tấm, đây là tượng trưng của địa vị thân phận. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lê Văn Vân bình tĩnh xoa xoa mũi, nhìn Bành Hải hỏi, "Sao vậy, ông có bán không?" "Sao vậy, ông có bản không?" Lê Văn Vân họ một tiếng âm thanh này đã kéo suy nghĩ của đỗ tịch tịch và bành hải quay trở lại giọng bành hải hơi run rẩy nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc ông ta không ngờ người trước mặt này vốn chỉ là một tên chạy việc vì sao lại có thể kim cương của ngân hàng tân hải ông ta cũng có tài khoản ở ngân hàng tân hải nhưng chỉ là thẻ bạc đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một chiếc thẻ kim cương xuất hiện ngay trước mắt mình thứ mà trước đây ông ta chỉ có thể nhìn qua ảnh chụp Bành Hải vội vàng nhận lấy thẻ ngân hàng rồi đưa cho người bán hàng bên cạnh, mau quẹt thẻ đi. Tay ông ta vẫn còn hơi run rẩy. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh hiển nhiên không biết được ý nghĩa sâu xa của chiếc thẻ này, cô chưa từng đến ngân hàng Tân Hải, cùng lắm cũng chỉ là nghe nói qua, đây là nơi chỉ có tiền mới đủ để xử lý các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng. Cô lấy ra một chiếc máy quẹt thẻ, thuần thục lấy thẻ ngân hàng của Lê Văn Vân quét một đường, giao dịch thành công. Lê Văn Vân đóng chiếc hộp lại, trong đó không có nhiều trang sức, mỉm cười nhìn về phía đỗ tịch tịch, mua xong rồi, chúng ta đi được chưa? Đỗ tịch tịch ngơ ngác gật đầu, rõ ràng vẫn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc thẻ kim cương của Lê Văn Vân. Cô ấy nuốt nước, nước miếng, sao anh lại có thể kim cương của ngân hàng Tân Hải? Lê Văn Vân gãi đầu nói, cái này là tổ tiên truyền lại thôi, truyền qua hơn 30 đời, cuối cùng rơi vào tay tôi. Cút, đỗ tịch tịch trừng mắt, mau nói cho tôi biết anh đến từ đâu bí mật lê văn vân nở nụ cười thần bí với cô ấy điều này khiến cho đỗ tịch tịch hận không thể đánh chết lê văn vân nhưng lê văn vân không nói cô ấy cũng đành hết cách chỉ có thể tức giận nghiến răng ken két trong lòng của cô ấy người tên lê văn vân này càng ngày càng trở nên bí ẩn đi trước đi đã lê văn vân nói đỗ tịch tịch gật đầu lúc này bành hải ở phía sau vội vàng nói đúng rồi hai người cẩn thận một chút trần bát vận rất có thể lực ở giang thành là dân anh chị ở đây, ban nãy Lê Văn Vân làm hỏng chuyện của ông ta, có khi còn vì vậy mà lỗ mất một khoản tiền, bây giờ danh tiếng của bọn chúng trong tụ bảo hiên đã mất hết, với tính cách của ông ta thì không dễ gì bỏ qua cho cậu đâu. chương 98 Hơn nữa người này sẽ chấp cơ hội nhanh nhất để trả thù, bây giờ hai đứa mà ra ngoài, chỉ sợ sẽ không thoát nổi con mắt của họ. Bành Hải dứt lời liền nhìn thoáng qua đỗ tịch tịch, nếu không thì để chú gọi người đưa hai đứa về, ông ta không dám đụng đến người của chú đâu. Không đợi Lê Văn vấn đáp, Đỗ Tịch Tịch đã lạnh lùng cười lên, ông ta thử đụng vào cháu xem, cháu sẽ làm cho ông ta tăng ra bại sản. Cô nói lời này rất có khí thế, bố của cô vốn là người giàu nhất Giang Thành, hơn nữa còn có quan hệ tốt với Dương Hải, ở Giang Thành này, cô hoàn toàn có khả năng nói như vậy. Đối với Lê Văn Vân, anh cũng cảm thấy không có gì nghiêm trọng, anh hoàn toàn không có chút để tâm nào đến loại uy hiếp tầm thường này. Nghe Đỗ Tịch Tịch nói vậy, Bành Hải chỉ nở nụ cười, nói cũng đúng, chắc ông ta không dám động đến cháu đâu, nhưng mà hai đứa vẫn nên cẩn thận một chút. Lê Văn Vân gật đầu, hai người nghênh ngang đi ra ngoài, lúc này Trần Bát Vận đang ngồi ở tụ Bảo Hiên phía đối diện, nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, Trần Bát Vận cười lạnh, cái thằng danh con Lê Văn Vân này, dám làm hỏng chuyện của ông mày, tao nhất định phải cho nó biết tay. Ông chủ, người bên cạnh ông ta nói, anh xem đứa con gái đi cùng với nó đi, Hình như là con gái của Đỗ Thương Bắc, Đỗ Tịch Tịch đó. Trần Bát Vận nhìn một hồi, nhướng mày, đúng là như thế, tìm người theo dõi bọn chúng đi, đợi đến khi cả hai tách nhau thì ra tay luôn. Cứ đánh chết rồi mang người đến đây cho tao, hiểu chưa? Người bên cạnh hắn gật đầu, em hiểu rồi. Trần Bát Vận thở ra một hơi, lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó qua cửa kính híp mắt nhìn theo Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đã đi xa, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cùng lúc đó, ở một nơi được hoạt động dưới vỏ bọc bên ngoài là một tiệm sửa xe. Trong tiệm sửa xe, như mọi khi, Trịnh Hòa gọi một đám con nhà giàu và những cô gái xinh đẹp đến ăn chơi tụ tập, Vưu Tường cũng là một trong số đó, trong ngực anh ta ôm một cô gái, tay không ngừng vuốt ve, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. Cô gái ghé vào bên tay anh ta thủ thỉ, anh Vưu, anh sai rồi, tay anh còn sờ đến ngực người ta rồi đây. Này, ha ha ha, xung quanh vang lên một chàng cười vui vẻ trịnh hòa cười tủm tỉm nhìn vưu tường anh vưu tối nay tôi dẫn anh đến một chỗ đảm bảo anh sẽ lưu luyến không rời luôn ánh mắt vưu tường sáng lên sau đó anh ta lắc đầu thôi tối nay tôi có hẹn rồi mọi người có biết đặng hân hân của ngân hàng tân hải không cô ấy là bạn hồi đại học của tôi và mộng mộng lần này chúng tôi đến đây ngoài đi du lịch ra thì còn là để gửi họ thiệp cưới của tôi và mộng mộng đồng thời tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy nữa hôm nay sinh nhật đặng hân hân à Trần Nghị ngồi bên cạnh vừa nghe đã thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại buồn thiêu, vậy mà cô ấy không mời tôi đến. Theo đuổi con gái thì phải mặt dày, cô ấy không gọi anh đến, anh cứ đến, theo tôi lâu như thế mà anh chẳng tiến bộ lên chút nào. Trịnh Hòa liếc mắt coi thường. Trần Nghị bĩu môi, anh Trịnh, anh nói tôi làm gì, anh theo đuổi đố tịch tịch lâu vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi được đấy thôi, hơn nữa cả hai người họ đều có Lê Văn Vân làm lá chắn rồi. Trịnh Hòa nghe vậy, không nhịn được đưa tay lên che đi vết sẹo trên đầu mình, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận. Tít tít tít. Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên, anh ta cầm điện thoại, làm động tác ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, sau đó nhận cuộc gọi, "Alo, bố à, có chuyện gì vậy?" Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng mệt mỏi của một người đàn ông, "Alo, Trịnh Hòa à. Con vẫn đang ở bên trong tiệm sửa xe phải không?" Sắc mặt của Trịnh Hòa khẽ thay đổi. Định mở miệng phủ nhận nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng của người trong điện thoại lại tiếp tục vang lên, con bản cải tiệm sửa xe vô dụng đấy đi rồi tìm một người tin tưởng, đưa hết tiền cho nó để có gì sau này còn dùng đến, làm vậy thì con còn có thể sống tốt thêm một khoảng thời gian nữa. Lần này, sắc mặt Trịnh Hòa hoàn toàn thay đổi, bố, có chuyện gì vậy ạ? À? Nhà chúng ta, toi rồi, giọng nói của người bên kia điện thoại pha lẫn sự đau khổ. Trịnh Hòa vừa nghe đến đây, cả người run rẩy kịch liệt như bị sét đánh, anh ta không thể chống đỡ được nữa mà ngã ngồi xuống ghế sofa. Bên kia, Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đang dùng bữa tại một nhà hàng có tiếng tại công viên Tử Hải, danh tiếng của nhà hàng này không tệ nhưng tiêu chuẩn món ăn vẫn kém hơn một chút so với ở khách sạn Vạn Hào. Đỗ Tịch Tịch vừa ăn vừa hỏi Lê Văn Vân không ngừng về chuyện vì sao anh lại có được thẻ kim cương. Lê Văn Vân vẫn trả lời hai chữ, bí mật, như ban đầu cô gái này thật sự quá tò mò. Đỗ tịch tịch mãi không thấy thắc mắc của mình được giải đáp, cô ấy tức giận không muốn nói chuyện với Lê Văn Vân nữa. Lê Văn Vân càng thoải mái, anh nhìn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại của mình, là của Phạm Nhược Tuyết. Không quá ba ngày nữa, nhà họ trịnh sẽ phá sản. Tin nhắn chỉ ngắn ngủn như vậy. Nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng Lê Văn Vân nở một nụ cười khinh thường. Cất điện thoại, Lê Văn Vân nhìn về phía Đô Tịch Tịch vẫn còn đang tức giận, ăn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về công ty thôi. Chương 99 chạy qua đây ăn cơm chùa. Đỗ Tịch Tịch tức giận nhìn Lê Văn Vân, không nói lời nào, Lê Văn Vân cũng không để ý, chỉ ngồi yên bên cạnh Đỗ Tịch Tịch. Ăn xong, Đỗ Tịch Tịch chủ động đi thanh toán rồi dẫn Lê Văn Vân ra công viên Từ Hải. Lê Văn Vân đã nhận ra phía sau có người đi theo nhưng mãi vẫn không ra tay, chắc hẳn là không dám động đến Đỗ Tịch Tịch. Vì vậy Lê Văn Vân cũng không quá để ý. Họ rời khỏi công viên Tứ Hải một cách thuận lợi. Rõ ràng Đỗ Tịch Tịch không hề có ý muốn về công ty, cô đưa Lê Văn Vân đến trung tâm mua sắm, hai người đi dạo quanh một vòng, sau đó xem một bộ phim điện ảnh. 5 giờ chiều, hai người rời khỏi trung tâm mua sắm, lái xe đến khách sạn Vạn Hào để tham dự tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân. Tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân được tổ chức tại sảnh tiệc nằm trên tầng 3 của khách sạn Vạn Hào. Lúc đến nơi đã là 5 giờ rưỡi, Đặng Hân Hân mặc một bộ váy dài đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm. Nhưng vừa nhìn thấy Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch, vẻ mặt đã lập tức tươi tỉnh hẳn lên, cô nở nụ cười xin lạn, hai người đến rồi. Đỗ Tịch Tịch chạy qua, "Chị Hân Hân, chị không vui à? Em thấy vừa rồi sắc mặt của chị không ổn lắm." Đặng Hân Hân thở dài, "Con của giám đốc ngân hàng và Trần Nghị đều đến, chị không hề mời họ." Vẻ mặt của Đỗ Tịch Tịch khẽ thay đổi sau đó cười lạnh, nếu họ dám dở trò trong tiệc sinh nhật của chị, em sẽ không để yên đâu. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, từ cuộc nói chuyện của hai người và chuyện trước kia Trần Nghị muốn theo đuổi Đặng Hân Hân thì có thể thấy, rõ ràng là con trai của giám đốc chi nhánh Giang Thành Ngân hàng Tân Hải cũng đang muốn theo đuổi Đặng Hân Hân. Đỗ tịch tịch nhìn Lê Văn Vân nói, đúng rồi, lần trước không phải Lê Văn Vân đã đóng giả làm bạn trai của chị rồi sao? Lần này để anh ta tiếp tục đóng giả đi đặng hân hân chép chép miệng nhìn lê văn vân lê văn vân chịu thua hai người phụ nữ này cũng thật là quan trọng là đỗ tịch tịch vừa mới lấy anh ra làm bia đỡ đạn đám người trần nghị đều biết bây giờ lại bảo anh đi đóng giả làm bạn trai đặng hân hân đám người đó tin khỉ khô ấy chứ tin đặng hân hân nhìn về phía lê văn vân lê văn vân nhún nhún vai nói tôi thì không thành vấn đề vấn đề là tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai người bọn họ tin mới là chuyện lạ đặng hân hân cười nói cũng đúng bọn họ có lẽ sẽ không tin đâu thôi bỏ đi chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa hai người vào trước tìm chỗ ngồi đi diệp mộng và vưu tường đã đến rồi lê văn vân ngạc nhiên cô cũng quen diệp mộng và vưu tường đặng hân hân gật đầu nói diệp mộng và vưu tường đều là bạn thời đại học của tôi nhưng mà lúc đó diệp mộng không có để ý đến vưu tường tôi thì lại không thích tính cách của vưu tường thật không ngờ cuối cùng bọn họ lại ở bên nhau Lê Văn Vân cười thầm, trong lòng nghĩ, ở bên nhau sao? Bọn họ mà ở bên nhau mới là chuyện lạ. Anh nhìn Đặng Hân Hân, không ngờ cô cũng là sinh viên trường Đại học Lâm Hải. Trường Đại học Lâm Hải là một trong những trường hàng đầu trong nước, vì vậy chuyện cô có thể được nhận vào làm việc ở ngân hàng Tân Hải cũng không có gì là khó hiểu. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Đỗ Tịch Tịch và Lê Văn Vân đi vào phòng tiệc. Bên trong đã có rất nhiều người đến. Bữa tiệc hôm nay không lớn chỉ có bốn chiếc bàn tròn, hầu hết mọi người đã ngồi vào bàn. Những người này đa số vẫn còn trẻ, có lẽ đều là bạn và đồng nghiệp của Đặng Hân Hân. Cũng có một vài người lớn tuổi khác, có lẽ cô chỉ mời những ai thân thiết với gia đình cô. Đỗ tịch tịch nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy mấy người diệp mộng, cô ấy nhanh chóng cùng Lê Văn Vân đi qua đó rồi ngồi xuống. Thấy Lê Văn Vân cũng đi về phía này, vưu tường nhíu mày nói anh ngồi bàn khác được không? anh ngồi với chúng tôi thì thật hạ thấp thân phận của chúng tôi quá. Lúc này, trên bàn ngoài ba người Diệp Mộc, Vưu Tường và Trần Âm Âm còn có Trần Hiểu Nguyệt và một vài người mà Lê Văn Vân không biết. Trần Âm Âm bĩu môi nói, đúng rồi, anh quen với Đặng Hân Hân sao? Vì vậy liền chạy qua đây ăn cơm chùa. Lê Văn Vân nhíu mày, đỗ tịch tịch nói, chị Âm Âm, chị Hân Hân là người mời Lê Văn Vân đến đây. Trương một trăm cái này, đắt quá, tôi không thể nhận. Lời của Đỗ Tịch Tịch làm cho hai người kia ngạc nhiên, Vưu Tường nói: "Mặc kệ, bên kia còn một vài chỗ trống, anh qua bên đó ngồi đi." Bàn này chỉ còn hai chỗ, một là chỗ ngồi của Tịch Tịch, còn lại là để cho Hân Hân. "Anh không có tư cách ngồi cùng bàn với chúng tôi." Diệp Mộng nãy giờ vẫn bày ra thái độ rừng rưng, không nói giúp cũng chẳng lên tiếng. Đỗ Tịch Tịch khó xử nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh lười đôi co với Vưu Tường. Anh nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Trần Nghị, anh mỉm cười rồi đi qua đó. Trần Nghị nhìn thấy Lê Văn Vân đang đi qua, anh ta bất giác thư mình lại. Anh ta chợt nhớ đến cảnh tượng Lê Văn Vân đánh nhau với Trịnh Hòa ngày hôm đó. Bàn của Trần Nghị đều có nam có nữ, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân, trên mặt của một vài người nở nụ cười như có như không. Anh đây là, có một người lên tiếng hỏi, người này có dáng người không cao, nước da hơi ngăm đen, ăn mặc khá sặc sỡ, màu mè. Lúc này, Trần Nghị như nghĩ ra cái gì đó, anh ta cười cười nói, đây chính là Lê Văn Vân. Mí mắt của người kia giật giật, sau đó nhìn Lê Văn Vân rồi nói, "Lê Văn Vân, để tôi giới thiệu với anh, anh đây là Mao Vũ Sinh, là con trai của chủ tịch ngân hàng Tân Hải." Lê Văn Vân có chút hứng thú nhìn Mao Vũ Sinh, Mao Vũ Sinh cười nói, "À, anh là Lê Văn Vân sao?" Nghe nói anh đóng giả làm bạn trai của Hân Hân, sau đó lại đóng giả làm bạn trai của Đỗ Tịch Tịch. Anh chọc vào Trịnh Hòa mà vẫn có thể yên ổn sống đến giờ, xem ra anh cũng khá may mắn đấy. Na. Nà, lúc này, Trần Nghị đứng bên cạnh, môi anh ta giật giật nhưng vẫn không nói gì. Quả nhiên, Trịnh Hòa không công bố chuyện đó ra ngoài. Suy cho cùng thì chuyện đó đối với anh ta mà nói là vô cùng nhục nhã. Lê Văn Vân cười cười nói, cũng thường thôi. Mao Vũ Sinh cười một cách giễu cợt, mỗi lần anh đóng giả thì sẽ được trả bao nhiêu, nghe nói trước đây anh còn là một người khuân vác gạch phải vậy không? Sao Hân Hân và Đỗ Tịch Tịch lại thuế anh được cơ chứ, nếu muốn tìm ai đóng giả thì cũng phải tìm người đàng hoàng một chút. Nghe Mao Vũ Sinh nói như vậy, mấy người trên bàn đều cười thành tiếng. Gương mặt Trần Nghị hiện lên một tia nham hiểm. Lúc này, mọi người cũng đã đến khá đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu bê thức ăn lên bàn, Đặng Hân Hân từ từ đi vào giữa phòng tiệc, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Mọi người hãy ăn uống thật thoải mái. Sau khi dùng bữa xong, tôi sẽ chọn ra một phòng VIP tại KTV Đế Hào, chúng ta sẽ tiếp tục chơi. Lúc Đặng Hân Hân đang đứng ở gần một cái bàn nói chuyện, một cô gái lấy ra một chiếc hộp rồi nói, "Hân Hân, sinh vật vui vẻ. Đây là quà tôi đã chuẩn bị cho cô, một đôi khuyên tai." Cô ấy mở chiếc hộp tinh xảo kia ra, bên trong là một đôi khuyên tai rất đẹp. "Cảm ơn cô nha." Đặng Hân Hân cười tươi nói sau khi nhận lấy chiếc hộp cô liền đưa nó cho một nhân viên bên cạnh. Giống như những gì cô nghĩ, sẽ có rất nhiều người tặng quà cho cô. Quả nhiên, vừa mới nhận món quà này thì món quà khác lại xuất hiện. Mặc dù những món quà đó không phải là thứ quý giá gì nhưng giá trị của chúng chắc chắn cũng không hề nhỏ, món rẻ nhất chắc cũng hơn một nghìn. Sau khi một đám người đã kéo đến tặng quà, Đỗ Tịch Tịch mỉm cười đứng dậy, cô ấy cầm lấy quà của mình đi đến bên cạnh Đặng Hân Hân, Cô ấy mở quà ra rồi nói, đây là gốm thanh hoa, em biết chị Hân Hân thích siêu tầm đồ cổ, vì vậy hôm nay đã đích thân đi đến công viên Tứ Hải chọn đấy. Vừa nhìn thấy món quà, mắt của đặng Hân Hân liền sáng lên, cảm ơn tịch tịch, chị rất thích. Vưu Tường cười híp mắt nói, gốm thanh hoa đó được đấy, giá tiền của nó chắc cũng phải khoảng 30 vạn. Anh ta vừa nói xong, xung quanh liền vang lên những tiếng thở dài ngao ngán. Ngồi cùng bàn với Lê Văn Vân, Trần Nghị liên tục cau mày, anh ta cũng đã chuẩn bị một món quà, tính ra cũng khá là đắt đỏ. Anh ta cho rằng đây sẽ là món quà tốt nhất đêm nay. Nhưng vừa nhìn thấy gốm thanh hoa mà Đỗ Tịch Tịch tặng thì anh ta biết quà của mình không phải là thứ tốt nhất. Lúc này, Vưu Tường cười cười nói, ai cũng biết Hân Hân là người của khoa Văn nghệ trường Đại học Lâm Hải, cô ấy nhảy rất đẹp. Tôi và Mộng Mộng suy nghĩ hoài nhưng vẫn không biết nên mua tặng thứ gì. Cũng may là trước ngày đi đến Giang Thành, tại một buổi triển lãm chúng tôi đã nhìn chúng một đôi giày nhảy bằng thủy tinh. Nói xong, anh ta lấy ra một hộp quà, sau đó mở ra. Dưới ánh đèn, đôi giày thủy tinh vô cùng lộng lẫy từ từ lộ ra, thật sự rất đẹp. Đặng hân hân hơi ngẩn ra, cô nói, cái này, đắt quá, tôi không thể nhận. Không đắt, Vưu Tường cười nói, chỉ có tám mươi mấy vạn thôi, có là gì đâu. Những người bên cạnh nghe giá tiền, ai nấy cũng há hốc mồm giọng điệu của anh ta thật quá đáng ghét. Diệp Mộng cười nói, hân hân, cậu nhận đi, đây là tấm lòng của chúng tớ. Đặng hân hân ngẩn người, sau đó gật gật đầu, được rồi, cảm ơn hai cậu. Diệp Mộng mỉm cười, ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, sắc mặt Trần Nghị bắt đầu trở nên rất khó coi. Quà mà anh ta chuẩn bị có giá trị cũng tương đương với quà của Đỗ Tịch Tịch, cũng khoảng 30 vạn. Nhưng bây giờ mà đem so với vưu tường thì hoàn toàn là hai thứ không cùng đẳng cấp audio điện tử võ tấn bền hết chương 100